Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 16 của bộ truyện Thiết Thư Trúc Kiếm. Chương 61, dần đánh bang chủ Thể Vân. Bang chúng bài bang, người người đều biến sắc, chúng nổi dần xung thiên vì, song chỉ đoạt mệnh chưa thắng dám ngang nhiên nhục mà vì bang chủ, do đó kẻ quyền, người trưởng múa ra toan đồng thủ. Cửu Thiên Hiệp nhanh hơn, nhấc mình bước đến trước mặt Chư Thắng bằng giọng nói dần dữ quát to như sấm. Nợ có chủ, cáo có người, ngươi chớ ăn nói quảng xuyên như thế. Tất cả mọi việc ở đây đều do Cửu Thiên Hiệp này đảm trách. Đoạt mệnh xong chỉ Chư Thắng thèm muốn bể mặt, hắn gượng gào to lên. Rồi đây sẽ có người lột ra ngươi, Chư ra ra khỏi nhọc công đồng thủ. Ngay lúc đó, một tiếng sột vang lên như gió rít. Đạo bạch quang như vệt khói trắng, phá gió bay như rên, nhắm ngay, huyệt thái dương của Cửu Thiên Hiệp xẹt nhanh tới, mau hơn đốm sao tia lửa nguy hiểm khôn cùng. Bang chúng bài bang vừa trông thấy, tất cả thất đảm kinh hồn buộc miệng la lên thất thanh. Thất bộ truy hồn yến. Cửu Thiên Hiệp vội nhích mình, hai chân tống mảnh chiêu, lôi hành cửu chuyển, vừa thi triển, đã tránh thoát mũi ám khí một cách tài tình, khiến chàng cả sợ toát mồ hôi. Phập. Mũi ám khí sáng rỡ hình cánh yến, bay cắm vào cây cột vang lên một tiếng khô khan, mũi ám khí này hình dáng hệ con chim én, thân mình là mũi tên thép, hai cánh mỏng và nhỏ như cánh ve, mỗi khi xuất thủ phát ra tiếng ong ong vang dậy. Cửu Thiên Hiệp cảm thấy cơn giận đã sung tràn khắp cơ thể. Chàng cau mày, trợn mắt quát to như sấm nổ. Đường đường một vị bang chủ, mà ám toán như kẻ thất phu. Lời nói chưa dứt, Thể Vân bang chủ Hồng Kiện Hành đang đứng núp sau góc cột miếu, hắn vươn tay ném mảnh mũi phi tiêu cánh én thứ hai, ám khí vừa thoát khỏi tay lóe lên như vệt khói trắng, bay xẹt như tia điện. Cửu Thiên Hiệp trông thấy tức giận bồi hồi, chàng nhún mình nhảy lên cây cột với tay đỡ lấy mũi phi tiêu cánh én đầu, thuận thế vươn thẳng tay ném mảnh vào mũi phi tiêu thứ hai, đang bay vùn vụt tới. Vút, keng. Giữa không trung, hai mũ phi tiêu chạm nhau tóe lửa, phát ra tiếng rít rợn người, hai mũi thất bộ truy hồn yến, đua nhau rơi xuống đất. Thể Vân bang chủ Hồng Kiện Hành nghe ám khí chạm nhau, khiến hắn uất hận giống lên. Thêm, bóng trắng vừa chớp nhoáng, Cửu Thiên Hiệp không đợi hắn phóng thêm, mũi phi tiêu thứ ba thân người như vệt khói mờ, đôi mắt chàng nhìn nổi tốc độ thoát một cái chàng đã đến bên Hồng Kiện Hành quát lên một tiếng như trời gầm. Thô ám khí lại mau. Trong tiếng hét, chàng đệm thêm song trưởng nặng kích mạnh vào đối phương. Thể Vân bang chủ Hồng Kiện Hành nhìn thấy đạo kình phong xuất hiện và giọng nói đột ngột vang bên tai, khiến hắn thất kinh kêu lên một tiếng ối. Tay chân rùng rời, thân mình bị đạo kình phong bốc văng ra ngoài viện, xa trên ba bốn trưởng. Đột nhiên, ầm. Một tiếng nổ như trời long đất lở, cây cột diện lớn cả ôm bị đạo kình phong của Cửu Thiên Hiệp quật gãy đôi, phân nửa mái điện bị sập đổ ào ào, giữa cơn cát bụi mù trời, một bóng trắng lóe lên và bay vọt ra ngoài, Cửu Thiên Hiệp đứng an nhiên như pho thần tượng giữa viện tự bao giờ. Bài bang bang chúng luôn cả xong chỉ đoạt mệnh chưa thắng, không ai bảo ai, tất cả vận dụng khinh công chạy túa ra ngoài viện. Nguyên vì Cửu Thiên Hiệp quá dần, Thể Vân bang chủ dùng ám khí hại mình, nên tung ra một trường cốt ý tiêu diệt địch, thành thử chẳng thâu hồi chiêu thế, để đạo kình phong chém ngã cột viện thị uy. Thật vậy, trường pháp của Cửu Thiên Hiệp vượt đến trình độ siêu việt, không kể Thể Vân bang chủ và song chỉ đoạt mệnh kinh tâm vỡ mật, mà luôn cả bang chúng bài bang người người đều sám mặt kinh hồn, há miệng song chẳng nói ra lời. Cửu Thiên Hiệp đẩy ra một trường, phá sập nửa mái điện, song khí giận còn phừng phừng, thân mình chàng như con phượng bay vọt lên cao tràn qua tả, đảo qua hữu, lại nghe chàng cất tiếng nói cực to. Các ngươi chạy đi đâu? Ngươi, đứng im mau. Giữa lúc mọi người chưa kịp thở thì Cửu Thiên Hiệp đã vươn hai cánh tay dài như vườn, tay hữu chộp vào người Thể Vân bang chủ Hồng Kiện Hành, tay tả đã nắm chặt song chỉ đoạt mệnh chưa thắng, cả hai vô phương vùng vẫy, chàng trầm giọng quát. Các ngươi nói mau, cần thiết thư hay cần mạng người? Nói. Song chỉ đoạt mệnh chưa thắng mặt như gà cắt tiết, run rẩy kêu lên thảm hại. Buông ta ra, buông ta ra, ra ra chưa tìm thấy sự thật, chưa nghĩ đến gì cả.
Thể Vân bang chủ Hồng Kiện Hành run lên bần bật cố gượng kêu giống liền miệng. Buông ta ra, ngươi tự hào là khí phách như thế này chẳng phải ám toán hay sao? Buông ta ra tiểu tử. Cửu Thiên Hiệp liền vận công bóp mạnh vào đôi vai của chúng đồng thời trầm giọng bảo. Vô danh tiểu tử, theo lời nói của các ngươi hôm nay ta sẽ không tha mạng cho các ngươi đâu. Vừa nói vừa vận công bóp mạnh vào hai vai của hai người, lại cao giọng nói tiếp. Ta sẽ giúp các ngươi giờ sống giờ chết chuyển nghịch huyền đạo xem các ngươi còn lời gì để nói. Giữa lúc Cửu Thiên Hiệp toan bấm vào tử huyệt Thế Vân bang chủ và song chỉ đoạt hồn. Bỗng nhiên, một giọng nói ấm đồng vang lên. Xin thiếu hiệp trầm lại. Tiếng nói chưa dứt cánh cửa gỗ giữa miếu đột nhiên mở hoác ra từ ngoài bước vào một vị sư già, mình khoác chiếc áo cà sa tay cầm tràng hạt mắt sáng, mày dài trắng như vệt bông, dáng điệu rất từ bi khả ái. Cửu Thiên Hiệp nghe gọi vội ngước mặt lên xem khi trông thấy lão sư chàng vội buông ngay yếu huyệt không điểm vào, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt hai người chàng buông tha lại hướng vào vị sư già vừa bước vào chính là Phật Diện Kim Thân Ngộ Phi Đại Sư cất tiếng hỏi to. Lão trưởng môn, đại sư đành rời Thiếu Lâm, đến Phượng Hoàng Thành, này hay sao? Giọng nói của chàng ngầm trách sự can thiệp này. Phật Diện Kim Thân Ngộ Phi Đại Sư, vừa nghe qua vội vòng tay nói vòng vào. A-di-đà Phật, Thiếu Hiệp vẫn mạnh khỏe đấy chứ. Cửu Thiên Hiệp vốn dĩ kính trọng Đại Sư là một bậc cao tăng đạo đức cũng nhờ chàng ghé Thiếu Lâm Tự vào lúc tàng kinh lầu bị trộm viếng, sự tôn kính càng tăng thêm, liền vòng tay đáp lễ nói. Đại Sư an tường, vãn bối nhờ phúc trời vẫn mạnh. Thể Vân bang chủ Hồng Kiện Hành và song chỉ đoạt mệnh chư thắng, khi thoát khỏi tay Thiếu Hiệp cả hai như chim sổ lồng chạy như bay đến núp sau lưng Ngộ Phi Đại Sư, đồng thanh nói to lên. Ngộ Phi Đại Sư lại đây thật đúng lúc, Đại Sư là minh chủ của cửu đại môn phái, lại là bậc đức cao vọng trọng trong giới võ lâm, lấy theo lễ công bình, Đại Sư người dạy cho ít lời. Ngộ Phi Đại Sư mỉm cười bằng giọng nói nghiêm trang đáp lại. Công bình. Công bình ở trong tâm tư mọi người lão nạp đâu rõ được. Nhị vị nên tìm ở lòng mình, lựa lời hỏi lão nạp làm chi. Giọng nói hiền lành của đại sư, là mong cho hai tên này tỉnh ngộ, song chúng chẳng hiểu gì cả mà nặng giọng nói tiếp. Lão đại sư nghĩ lại xem Cửu Thiên Hiệp đã mở vận sát kiếp võ lâm tàn hại vô số cao thủ hào kiệt thật là sát tinh ra đời. Lão trưởng môn tại sao chẳng thay mặt các giới võ lâm mà phục hồi chánh nghĩa? Cửu Thiên Hiệp nghe qua nổi giận xung thiên, bèn bĩu môi cười nhạt nói. Hừ, chánh nghĩa, các ngươi là phường bại hoại mà dám nhắc đến hai chữ chánh nghĩa hay sao? Ngộ Phi Đại Sư vội khoát tay trần lời, bằng giọng nói từ hòa bảo. Thiếu Hiệp, nên vì lão nạp mà nhẫn nại một đôi phần. Nói dứt đại sư đôi mắt từ hòa khả ái nhìn Thể Vân bang chủ Hồng Kiện Hành và song chỉ đoạt mệnh chưa thắng bằng giọng nói nghiêm trang bảo. Nếu hai vị vì chánh nghĩa mà lại đây, thì lão nạp lấy làm mừng cho giới võ lâm, hai vị làm đã được điều lành cho đêm nay lấy lời giao ước hẹn nhau, thì hai vị cũng nên đợi, nước chảy lội mặt đá, ai phải ai quấy lo gì. Hiện giờ hai vị nói ra e quá sớm, nếu hai vị vô sự xin rời gót. Giọng nói của Ngộ Phi Đại Sư âm trầm điềm đạm, lời trọng tâm dài, một là cố ý dục hai người thức tỉnh, hai là chỉ trích và trách thiện. Hồng Kiên Hành trưởng quản một bang phái, còn Chư Thắng là một lão gian cả hai há chẳng biết hay sao. Nếu lời nói này thốt ra bất luận từ cửa miệng người nào, người nói đó công lực có nghiêng trời lệch đất cả hai nhất định sẽ nổi xung lên, xuất chiêu dùng võ, biến kẻ đối thoại thành kẻ cựu thù. Nhưng lời nói này lại thốt ra từ cửa miệng Ngộ Phi Đại Sư, một bậc trưởng giả danh cao vọng trọng oai trấn giang hồ thì bọn chúng há dám tỉ hiểm hay sao? Vì thế, Hồng Kiện Hành và Chư Thắng dằn lòng nuốt hận, không dám hé môi nói một lời bất nghĩa, mà trái lại bọn chúng còn tỏ ra giác ngộ biết phục thiện, hầu thừa cơ hội này mà nhảy khỏi vòng sanh tử, nên cả hai cất tiếng bảo nhau. Đại sư chỉ dạy chí phải, chúng ta chẳng được làm gì khác hơn là đợi giờ ước hồi chúng ta lý luận vẫn chưa muộn, vậy chúng ta nên đến Thủy Nguyệt Đình chờ đợi, đòi hẳn món nợ này. Nói xong, cả hai liếc mắt ra hiệu, đồng quay mình một lượt, chỗ thuật khinh công chạy như bay không dám quay đầu nhìn lại thổ địa miếu.
Ngộ Phi đại sư thở dài lẩm bẩm. Ôi, oan nghiệt, lạy Đức Thích Đà độ cho chúng sinh sớm phát Bồ Đề tâm. Cửu Thiên Hiệp thấy bóng cả hai biếng khuất sau đầu ngõ, không lấy làm vui, dịu giọng nói tiếp. Đại sư không rõ lai lịch và hành động của chúng nó, để cho chúng an nhiên chạy thoát thật là quá dễ dãi. Ngộ Phi đại sư mỉm cười khổ sở nói. Lão nạp há không rõ mặt chúng hay sao, nhưng mà đắc nhiên nhân sự thả nhiêu nhân ta nên tha thứ cho người, hơn cầu người tha thứ cho ta thiếu hiệp tạo nên công đức. Lão nạp sẽ vì thiếu hiệp mà cầu Phật gia hộ. Cửu Thiên Hiệp tỏ vẻ cảm động nói. Không dám, đám sư quá từ tầm. Bấy giờ Tam Đại Đường Chủ, bốn lộ đô tổng quản, đô báo đầu thuộc hạ của bài bang nhất tề bước tới làm lễ ra mắt Ngộ Phi đại sư. Ngộ Phi đại sư chắp tay đáp lễ liền liền, một mặt nói. Quý bang, lão bang chủ có đến đây không? Cửu Thiên Hiệp liền nhanh miệng tiếp lời. Đàng bang chủ toan cùng vãn bối đến đây, song vãn bối đã tạ ân, không muốn nhọc lòng. Ngộ Phi đại sư chớp nhanh đôi mắt tử hòa bằng giọng nói êm trầm bảo. Này thiếu hiệp, bây giờ kiến văn của thiếu hiệp khá rộng, thiếu hiệp thấy chứ? Những điều ân oán xảy ra không ngớt trên chốn giang hồ, mỗi lúc mỗi nhiều, càng diễn biến càng khốc liệt, muốn êm hay không là do lòng người, lòng của những người tốt không dự vào việc thiên hạ. Theo ý kiến thô lầu cu, A Lão Nạp, xin chư vị bài bang và thần châu là điều tốt hơn cả. Bài bang chúng nhân chưa kịp trả lời. Cửu Thiên Hiệp nghe qua lấy làm vừa lòng hợp ý bèn cất tiếng nói tiếp. Đại sư nói chí lý đấy, tại hạ xin mời các vị nên trở lại thần châu là hơn, các vị nên bẩm lại lão bang chủ nói tại hạ hôm nay, dù sớm muộn cũng trở lại thần châu, sẽ gặp lại lão bang chủ tạ lỗi. Bài bang chúng nhân đồng kêu lên một lượt. Thuộc hạ đã vân lệnh bang chủ tham dự buổi hội Thủy Nguyệt Đình, nếu cải lại. Cửu Thiên Hiệp nghiêm sắc mặt ngắt lời. Nếu lão bang chủ dày phạt cửu mỗ nguyện đứng ra chịu lỗi thay quý vị, xin quý vị nên vì tình tại hạ trở về thần châu, chúc các vị vạn an. Cửu Thiên Hiệp nói dứt vòng tay rất cung kính, tỏ vẻ cương quyết vô cùng. Bài bang bang chúng trông thấy ngôi thái đầu võ lâm Ngộ Phi đại sư có mặt tại tràng, lại thêm Cửu Thiên Hiệp tỏ vẻ nghiêm trân trọng tử tế vô cùng, mà công lực của Cửu Thiên Hiệp lại cao không thể tưởng tượng được, nếu lưỡng lại nhúng tay vào ắt mang hỏa dễ như bỡn, vì thế họ họp nhau thương lượng một lúc lâu, bấy giờ Vô Ảnh khách bước ra vòng tay nói. Thiếu hiệp dạy như thế, chúng tôi chỉ biết tuân mạng mà thôi. Cửu Thiên Hiệp nghe qua mừng ra mặt, vội vòng tay vái một lễ, dịu giọng nói. Các vị quá nhọc nhằn. Bang chúng bài bang thất kinh, người người vội vòng tay đáp lễ vừa đồng thanh trả lời. Xin tạm biệt thiếu hiệp. Vừa nói xong, chúng lại quay sang Ngộ Phi đại sư cúi đầu làm lễ, sau cùng chúng quay mình ra khỏi miếu thổ địa, nhắm hướng thần châu tấn phái. Ngộ Phi đại sư đợi chúng bài bang đi được một đối xa, bèn nhìn Cửu Thiên Hiệp trầm giọng hỏi. Thiếu hiệp nghĩ sao về buổi hội đêm nay? Cửu Thiên Hiệp ngẩn người ra, bằng lời nói chân thành đáp. Vãn bối không mảy may nghĩ ngợi, vì vãn bối là kẻ bị động hoàn toàn, chỉ cần nói rõ tâm thành ý thật của mình, chừng đó cuộc hội có biến chuyển ra sao, sẽ tùy cơ ứng biến. Ngộ Phi đại sư lắc đầu buồn bã, bằng giọng nói trong êm bảo nhỏ. Thiếu hiệp, lão nạp có một điểm thỉnh cầu, xin thiếu hiệp hãy nới tay, mà giảm bớt sát kiếp. Riêng về chiếc đỉnh vàng của Vân Vũ môn, và viên, ngũ long huyết cầu của Cửu Hoa môn, chỉ vì hai món đồ kể trên là vật trấn môn chi bửu, một mai bị mất đi ta chớ nên lại làm lạ vì sự hy sinh của chúng nó. Vì đấy là một giá trị tuyệt đối, một báu vật di truyền trên mấy trăm năm của mấy môn phái đó. Cửu Thiên Hiệp lấy làm lạ, cau mày trả lời. Những việc này đối với vãn bối chẳng mảy may liên hệ. Có chăng là giống câu chuyện Thường Thừa Hoa Pháp Chân Kinh của tiền bối, hay là truyền kiếm phổ của phái võ đương bị mất trộm, bốn câu chuyện na ná nhau như thế? Ngộ Phi đại sư lại trầm giọng nói. Chân kinh của tệ tử, hôm nay đã lóe lên một vài tia sáng. Cửu Thiên Hiệp ngạc nhiên kêu lên. Thật thế à? Ngộ Phi đại sư khẽ gật đầu, bằng giọng nói trân trọng tiếp lời. Hôm nay lão nạp đến đây chỉ vì nghe được tin tức quyển chân kinh.
Cửu Thiên Hiệp lấy làm lạ hỏi nhanh. Đại sư không tham dự buổi hội tại Thủy Nguyệt Đình chứ? Ngộ Đại sư nghiêm giọng nói tiếp. Lão nạp đã nhận được bức phi khích truyền thư của Vân Vũ Phái, nhưng không có ý tham dự. Theo những điều lão nạp đã biết, đêm nay cao thủ không ít, nếu thiếu hiệp không nổi trận lôi đình thật là phước đức cho nền võ lâm lắm đó. Đại sư! Cửu Thiên Hiệp chỉ kêu lên hai tiếng vội nín bặt, chàng cao mày khó chịu, nói thầm. Ta không sanh sự háo sát, nhưng chúng nó có chịu tha thứ cho ta đâu. Nghĩ đến đây Cửu Thiên Hiệp cao giọng nói. Vãn bối chẳng phải tên đồ tể khát máu, đại sư nên xét lại. Nói xong chàng lại đổi giọng tiếp lời. Nhưng không rõ thượng thừa hoa pháp chân kinh của quý tử lọt vào tay ai, vãn bối nguyện ra sức truy tầm cho kỳ được, một là đáp lại lòng chân thành của đại sư, hai là rửa sạch vết nhơ cho thanh danh của vãn bối phải mang. Ngộ Phi đại sư mỉm cười gật đầu nói. Tâm ý của thiếu hiệp lão nạp đã rõ, chẳng qua là thủ phạm quyển chân kinh chưa nhất định, chỉ còn truy cứu xem hạ lạc nơi đâu, lão nạp đã cố gắng công chờ đợi, sau này đòi lại vẫn chưa muộn. Còn việc hôm nay lão nạp tuyệt nhiên không dám kinh động. Nói đến đây, lão sư đưa mắt nhìn trời, còn quay lại nhìn Cửu Thiên Hiệp bảo tiếp. Thiếu hiệp, giờ đã về chiều, xin tạm biệt, canh ba gặp lại nhau. Cửu Thiên Hiệp mỉm cười, khổ sở nói. Canh ba tại cuộc hội Thủy Nguyệt Đình, mong đại sư chủ tòa cho công bằng nhé. Ngộ Phi đại sư đáp nhanh. Lão nạp sẽ đến dự. Vừa nói dứt, lão niệm một tràng Phật hiệu, cất bước đi nhanh ra khỏi miếu thổ địa, thoát mình đã mất dạng sau đầu ngõ. Cửu Thiên Hiệp đưa mắt nhìn theo lưng đại sư đến khuất bóng, lòng chàng nổi lên bao nhiêu điều khó nghĩ. Thiếu lâm chân kinh võ đương kiếm phổ, vân vù đỉnh vàng, cả ba truyền đều giống hệt nhau, ai là thủ phạm? Ai gây ra những việc này rồi đổ vả cho chính mình, làm cho chính mình đi đến đâu cũng gặp toàn nghịch cảnh, không giờ phút nào yên thân được nữa. Chàng lại chép miệng rủa thầm. Nếu ta truy ra người này, ta sẽ phanh thây ra muôn đoạn mới thỏa lòng uất hận. Cửu Thiên Hiệp vừa đi lần ra khỏi miếu thổ địa. Bấy giờ, mặt trời đã gác non tây, ánh hoàng hôn đã trùm dần cả vạn vật. Ngõ vắng không ai lui tới nên lặng lẽ Cửu Thiên Hiệp vẫn lầm lũi đi trên con đường vắng vẻ. Bỗng nhiên từ trong góc hẻm, bóng người nhảy ra thoăn thoắt gây nên tiếng gió phần phật do nhiều tà áo chạm nhau. Cửu Thiên Hiệp liếc mắt thấy tám gã đạo sĩ trang phục theo kiếm khách đứng dàn hàng chữ nhất chắn cản lối đi, nguyên đấy là tám tên đại kiếm thủ của phái võ đương Huyền Tử Bang lão đạo sĩ. Vừa thấy thế Cửu Thiên Hiệp nhảy lùi ra sau hai trượng, cao giọng quát to. Các vị ý muốn gì thế? Võ đương bát kiếm, đầu lãnh là Huyền Tịnh cất tiếng trong như chuông ngân bảo. Vô Lượng Thọ Phật, tiểu thiếu chủ, đạo vâng lệnh trưởng môn, đến Thủy Nguyệt Đình tham dự buổi hội đêm nay. Cửu Thiên Hiệp buộc cười to. Nếu như thế, chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc canh ba đêm nay. Không. Huyền Tịnh lảo đảo khoát tay kêu lên, lại trầm giọng nói tiếp. Lúc ra đi trưởng môn có dặn bần đạo đôi ba lần, bảo anh em chúng tôi trước khi đến Thủy Nguyệt Đình dự hội, phải tìm gặp mặt thiếu hiệp trước để nói một vài lời. Cửu Thiên Hiệp lấy làm lạ nói ngay. Quý vị có lời chi xin chỉ giáo. Huyền Tịnh lão đảo vuốt tròm râu óng ả, dịu giọng nói. Chỉ vì câu chuyện kiếm phổ của Bổn Sơn, bạt vô âm tín nên trưởng môn nhờ Cửu Thiếu Hiệp tìm lại dùm, nếu Thiếu Hiệp đồng ý, anh em tự huyền của chúng tôi trong khi dự hội tại Thủy Nguyệt Đình, chúng tôi sẽ khoanh tay đứng hầu, nguyện chẳng hỏi một câu, chẳng bàn một tiếng. Cửu Thiên Hiệp lắc đầu từ chối nói. À, điểm này không thể được, vì ta có biết kiếm phổ thất lạc ở nơi nào. Huyền Tịnh lão đạo cười nhạt tiếp lời. Nếu thế thì tám anh em tự huyền chúng tôi phải dự phần náo nhiệt trong buổi lễ Thủy Nguyệt Đình. Cửu Thiên Hiệp nghe qua mày dựng đứng mắt phượng trợn tròn, trầm giọng hét to. Các ngươi muốn sao cũng được, nhưng việc này, gã họ Cửu nhất định từ chối ngay. Huyền Tịnh lão đạo cười nhạt hỏi. Tiểu thí chủ tại sao? Cửu Thiên Hiệp cả giận nạt to. Câm mồm, các ngươi đừng cậy đông uy hiếp Cửu Thiên Hiệp này à.
các ngươi đã lầm rồi, đêm nay riêng các ngươi chỉ có 8 người dự hội, mà buổi hội rất đông cao thủ, nếu ta sợ thì có đến dự hội làm gì? Huyền Tịnh phá lên cười lanh lảnh nói. Tiểu thí chủ, nếu nói như thí chủ thì có gì đáng nói đâu, đành rằng võ đương bát kiếm vô nghiệp chẳng cao nhưng cũng thành danh có tự hiệu rõ ràng, thiếu hiệp lại chê anh em ta chẳng thấy sự vô ích đó. Cửu Thiên Hiệp phá lên cười như điên nói. Cửu mỗ nhìn thấy các ngươi mạng số cao mà ngắn thế. Hà, hà. Huyền Tịnh lão đạo cao mày hỏi lại. Tại sao? Cửu Thiên Hiệp vẫn cười, trầm giọng đáp. Trên đường đi không thể nói ra được. Hà, hà, hà. Vừa nói dứt chàng liền cười sặc sủa như điên như dại, chẳng vận công, không đề khí, lại an nhiên như khôn việc gì xảy ra, mà cất bước nhanh hướng vào, võ đương bát kiếm, đang thủ thế cản đường, đâm sầm, đương nhiên như không chôn thấy gì cả. Trong người Cửu Thiên Hiệp bấy giờ có một phần hào khí, một phần ngạo mạn, một phần cuồng nộ tổng hợp thành một kẻ gàn, đối với võ đương bát kiếm chàng lại xem thường. Võ đương bát kiếm thấy Cửu Thiên Hiệp quá gàn dở, khiến ba tên nhảy ra trước là Huyền Đạo, Huyền Thanh, Huyền Thành cả ba sờ chặt đốc kiếm, toan rút ra tấn công. Huyền Tình thất kinh vội lấy mắt cản ngay ba tên sư đệ, lại hướng vào Cửu Thiên Hiệp nghiêm trang bảo. Cửu Thiên Hiệp, giờ này nếu anh em chúng ta tuốt kiếm dùng toàn lực chống lại ngươi, ngươi có hối hận hay không? Cửu Thiên Hiệp phá lên cười ha hà nói. Đại trượng phu khi hành sư, không có gì gọi là hối hận cả. Nào bát kiếm võ đương tránh ra mau. Vừa nói dứt, hai tay chàng vẹt mạnh, hai bên, bước ngang qua mặt 8 đạo sĩ võ đương đôi mắt sáng tinh, vẻ mặt uy nghi, khiến cho 8 tên đạo sĩ nhìn không dám xâm phạm. Xoạt, xoạt. 2, 3, 4 tiếng nổi lên như gió rít vào, vang động phía sau lưng. Cửu Thiên Hiệp vội quay phát người ra sau, một đạo trưởng phong tung liền theo thể bước, đồng thời chàng quát lên như sấm. Hừ, các vị đã đến giờ tần số hay sao chứ? Lời nói dứt đạo kình phong đã quét sát mặt võ đương bát kiếm, chúng trông thấy mặt Cửu Thiên Hiệp liền thâu nhanh lưỡi kiếm vào vỏ. Nguyên chàng vừa vượt qua, 7 tên võ đương kiếm sĩ rút gươm toan đánh lén. Huyền Tình sợ thất thanh, bèn gượng giọng nói cực to. Chúng tôi không có ý đánh lén, vì buổi hội nơi Thủy Nguyệt Đình đâu phải là việc của võ đương bát kiếm mà ra. Nói xong, lão đưa tay ra hiệu cho đồng bọn tra kiếm vào vỏ, lại bước xê mình tới trước một bước dùng lời nói trọng đồng hỏi Cửu Thiên Hiệp. Tiểu thí chủ, có phải thí chủ toan thanh toán hai phái võ lâm chánh tà không? Cửu Thiên Hiệp mỉm cười đau khổ nói. Tại hạ không bao giờ muốn xâm phạm đến cá nhân, kẻ khác xâm phạm đến mình. Huyền Tình lão đạo tỏ vẻ trịnh trọng nói. Thế càng hay, bần đạo xin nói thẳng một lời, tiểu thí chủ biết trang đại chúng đang giận, khó thể phạm vào, chỉ vì hai nắm khó cử bốn tay, hào hớn tối kỳ đông người. Cửu Thiên Hiệp mỉm cười, bằng giọng nói trong như xương tiếp. Đành rằng lý luận là như thế. Song đối với vãn bối, bằng hữu không thể là kẻ địch, mà kẻ địch thì hòa giải không được phải giao đấu. Huyền Tình lão đạo vuốt sâu cười ngất. Thật là lời chí khí. Đoàn lão nhìn Cửu Thiên Hiệp nói tiếp. Nếu thiếu hiệp bảo thế, chúng ta sẽ gặp lại nhau canh ba đêm nay. Cửu Thiên Hiệp vẫy tay nói nhanh. Như thế là đủ lắm rồi. Các vị cứ canh ba trở lại Cửu mỗ xin hầu chỉ giáo. Đột nhiên từ trong bóng tối hiện ra một gã lùn nhỏ, vận đồ chẹt cất tiếng kêu to. Tiểu nhân vâng mạng đưa tin cho thiếu hiệp. Võ đương bát kiếm vừa khởi thế đi vụt đỉnh hoãn lại. Cửu Thiên Hiệp quắc mắt nhìn tên hán tử lùn nhỏ từ đầu chí chân, trầm giọng hỏi. Ai, ngươi vâng lệnh ai đưa tin? Tên hán tử lùn nhỏ đôi mắt láo liêng, mấp máy đôi môi, không thốt nửa lời. Cửu Thiên Hiệp đoán biết hắn thấy sự có mặt của võ đương bát kiếm nên không chịu nói chăng, nhân đó chàng quay nhìn bát kiếm đạo sĩ điềm đạm nói. Các vị có thể lên đường. 8 tên đạo sĩ võ đương không chần chờ, tất cả đưa mắt chừng Cửu Thiên Hiệp một cái mới chịu rún mình khởi thế, chạy biến vào bóng đêm trong khoảng khắc mất dạng. Tên lùn nhỏ vội nói nhanh. Cuộc hội tại Thủy Nguyệt Đình đêm nay thay vì canh ba đổi sang canh tư mới bắt đầu tập họp.
Cửu Thiên Hiệp ngạc nhiên trợn mắt hỏi. Tại sao? Tên hán tử lùn nhỏ, không do dự đáp ngay. Tiểu nhân chỉ là kẻ chịu sự sai khiến làm sao rõ được. Xin thiếu hiệp để sang canh tư hãy đến đấy là đủ. Hắn vừa nói dứt không đợi Cửu Thiên Hiệp có đồng ý hay không mà dùn mình có rúm lại như con ly miêu chuyển bước chạy nhanh về phía đầu ngõ mất dạng. Chương 62, ổ phục kích ngoài thành Phượng Hoàng. Cửu Thiên Hiệp lại nghĩ. Dù cho thay đổi giờ cử hành, buổi hội Thủy Nguyệt Đình cũng chỉ nhóm họp một lần thôi, có lẽ còn rất nhiều cao thủ chưa đến kịp canh ba, nên bọn chúng thay đổi giờ ước hẹn cũng nên, chàng lại đoán thầm tên hán tử lùn nhỏ, có lẽ là người của Vân Vũ môn phái đến. Nhân cớ đó, Cửu Thiên Hiệp không đuổi theo tên hán lùn nhỏ, mà đi xuyên qua ngõ hẻm, lần ra lộ vào giữa khu phố thành Phượng Hoàng, chàng lại tìm thuê một căn phòng khách sạn, hầu ăn uống nghỉ ngơi chờ đến canh tư đi dự hội. Lúc bấy giờ, đường phố đã lên đèn, Cửu Thiên Hiệp chọn được một khách lầu, thuê một căn phòng, rồi gọi tiểu bảo đem cơm rượu ra dùng bữa, sau khi ăn uống chàng không đi dạo phố như mọi lần mà đi thẳng lên phòng đóng cửa ngồi tịnh khí dưỡng thần. Chàng vận khí hành công một lúc thì thời gian đã đến canh hai. Lúc bấy giờ tinh thần và nội lực đã sung mãn, Cửu Thiên Hiệp lại không ngủ được, bèn ngồi xếp bằng tròn trên giường, lấy thiết thư ra đọc nghiên cứu. Đột nhiên, chóc, chóc, tiếng búng tay vang lên ngoài cửa song tuy âm thanh rất nhỏ, song giữa đêm khuya canh vắng nghe rõ mồn một. Cửu Thiên Hiệp thất kinh gấp nhanh quyển thiết thư cho vào bọc vội nhảy phóc xuống giường đi lần lại bên song cửa, dùng hai ngón tay búng chóc chóc đáp từ. Thủ pháp này gọi là đàn chỉ truyền âm, một ám hiệu thông thường nhất giang hồ, nhân vật võ lâm ai ai cũng rõ Cửu Thiên Hiệp đã trở nên lịch lãm, đối với các môn, các ngành, các loại trong chốn giang hồ chàng đều rành rẽ và thuộc lòng, khác với lúc xuất đầu lộ diện một đất một trời. Ngoài xong một giọng nói lạnh lót, bảo khẽ vào phòng. Mở cửa ra, ta đấy mà. Cửu Thiên Hiệp lấy làm kỳ hoặc chớt hiểu ra, vội đáp khẽ. À, có phải Bích cô nương đấy không? Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng dòng oanh đáp lời. Đã nhận được tiếng của ta, hãy mở cửa ra mau. Cửu Thiên Hiệp ngẩn người ra, chỉ đêm khuya canh vắng lại tại gian phòng ngủ, trai tơ gái lứa ngồi đàm đạo thật là một điều đáng sợ, vì miệng thế sẽ mỉa mai, do đó Cửu Thiên Hiệp chỉ đẩy nhẹ cánh song, nhưng không dám mở cửa cái. Soạt! Một bóng người tung cửa song mà vào trong. Cửu Thiên Hiệp chưa kịp đề phòng thất kinh kêu. Quý! Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng bước đến đứng bên đèn, mày ngài chớp nhẹ mỉm cười hỏi. Ngươi sợ ta cướp thiết thư, hay là sợ ta hành thích mà giở trò gì lạ thế? Nói xong, nàng đưa mắt láo liên nhìn khắp gian phòng, lại bĩu môi hỏi. Một người thôi sao? Cửu Thiên Hiệp mỉm cười khổ sở đáp. Dĩ nhiên là một người. Chẳng lẽ còn có người thứ hai? Bích Lệ Hồng chớp nhanh đôi mắt bằng giọng trầm buồn hỏi tiếp. Nhan phó giáo chủ đâu? Các người ngon ngọt với nhau lắm mà ca ca, muội muội một bước chẳng rời nhau. Cửu Thiên Hiệp nghe qua lấy làm thẹn thuồng đỏ mặt vội nói. Cô nương nói chi lời này? Nhan cô nương với ta ư, với ta như? Bích Lệ Hồng hỏi nhanh. Như thế nào? Cửu Thiên Hiệp nghẹn ngào đáp. Nàng với ta như tình bạn hữu quen nhau trên giang hồ cũng như đối với Bích cô nương vậy, chúng ta đều là bạn. Nào có gì khác lạ đâu, Bích cô nương chớ nghĩ lầm mà tội cho tôi lắm. Bích Lệ Hồng hờn dỗi gay gắt bảo. Ta đâu dám sánh với Nhan Như Ngọc, ta chỉ là một cô gái vô danh tiểu tốt. Còn nàng là phó giáo chủ Huyết Quang giáo, mà giáo phái này thanh thế lớn rộng, nàng lại đầy đủ tài sắc thông minh, sắc đẹp danh phận, còn ta đâu có đủ tư cách mà so sánh với Nhan Như Ngọc. Cửu Thiên Hiệp há hốc mồm vì quá thẹn, nghẹn ngào nói. Việc này, Bích cô nương. Bích Lệ Hồng cau mày ngắt lời cười nhạt. Ta nói sai hay sao? Cửu Thiên Hiệp lấy làm bực mình về những chuyện gái trai, bèn lái câu chuyện qua hướng khác bằng giọng nói trang trọng hỏi. Bích cô nương, chuyện này xin cô nương xét lại, tại hạ xin hỏi có phải vì cuộc ước hội mà đêm nay cô nương đến đây chăng, lệnh tôn Bích tiền bối có mặt tại Phượng Hoàng Thành này chứ?
Bích Lệ Hồng cau mày khó chịu, gương mặt hồng nhan thoáng đượm những tia buồn man mác, dịu giọng bảo khẽ. Buổi hội đêm nay, cao thủ tụ họp chẳng ít. Ta lấy làm ái ngại, vì mãnh hổ nan địch quần hồ, vậy thiếu hiệp hãy cẩn thận một đôi phần. Cửu thiên hiệp tấm thân cơ khổ linh đinh, lang bạt dày đây mai đó, không một kẻ hỏi thăm, không một nguồn an ủi, bấy giờ lại có người quan tâm thăm hỏi chính mình, nên cõi lòng dâng lên một niềm cảm khích muôn vàn. Đêm nay ước hội tai thành Phượng Hoàng, từ vị trưởng môn thiếu lâm tử là Ngộ Phi đại sư ra, có thể nói không một ai quan tâm và cảm mến chàng cả. Tuy chàng không biết sợ hãi ai, nhưng tinh thần cô độc dường như có cái gì đáng sợ hơn. Chương 63, Trốn cô đình máu nhuộm đồng hoang. Vì thế, đối với mấy câu nói của Bích Lệ Hồng càng khiến cho chàng cảm kích mười phần, một niềm an ủi rằng còn có người tưởng nhớ đến mình và cá nhân mình đỡ cô đơn. Nghĩ đến đây, niềm đau khổ vụt biến đi, nhường chỗ cho cái cười hân hoan, chàng liền gật đầu đáp lời. Đa tạ Bích cô nương chiếu cố, tài hạ lấy làm cảm động bồi hồi. Bích Lệ Hồng nhìn thấy gương mặt đẹp tuyệt thế của Cửu Thiên Hiệp thoáng đượm sự hân hoan, khiến nàng vô cùng cảm động, chớp nhanh đôi mắt tiếp lời. Gia phù có đi chung với tôi, chúng tôi thuê phòng ngủ, đối diện gian phòng của thiếu hiệp, tôi thừa lúc phù thân đang vận dụng công lực nên bước sang qua đây an ủi ngươi một vài lời. Cửu Thiên Hiệp cảm thấy chẳng an lòng, bèn tỏ vẻ thành thật nói. Vì đang đêm không dám quấy rầy người, nên tài hạ không qua bái phòng được, xin miễn lỗi cho tài hạ. Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng khoát tay nói mau. Phụ thân sau khi rời Thiết Huyết Bảo đối với người phụ thân ta có vài phần tha thứ, chí như câu chuyện đêm nay. Phụ thân ta được hai phái Vân Vũ và Cửu Hoa Thân Hành đến mời nên không thể khước từ được, tuy người đến đây nhưng người đã nhất quyết không coi thiếu hiệp là kẻ thù. Cửu Thiên Hiệp lấy làm cảm động, nói. Mong cô nương thưa lại với Bích tiền bối, khi nào rồi việc tài hạ đến bái tạ. Qua canh ba chúng ta sẽ gặp lại. Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng vừa nói vừa bước ra ngưỡng cửa sổ, một tay khép nhẹ hai cánh cửa xong toàn cất bước về phòng. Cửu Thiên Hiệp vội gọi dần nàng lại. Bích cô nương, giờ ước hội bọn chúng lại đổi canh tư. Cô nương chẳng nên đến sớm làm gì, một canh dài chờ đợi, xin cô nương hãy đợi canh tư nhé. Bích Lệ Hồng cau mày nửa tin nửa ngờ hỏi. À, thật vậy sao? Cửu Thiên Hiệp dù dự đáp lại. Lúc đầu canh ta nhận được tin tức, đấy là một đối tượng duy nhất của chúng nó, chẳng lẽ giả? Bích Lệ Hồng ngạc nhiên hỏi. Tin tức, của ai truyền đến? Cửu Thiên Hiệp tỏ vẻ nghiêm trang nói. Một gã hán tử lùn nhỏ, chắc là người của Cửu Hoa Phái và Vân Vũ Môn sai đến. Bích Lệ Hồng lấy làm ngạc nhiên chi xiết bèn ra dáng dần dữ nói tiếp. Tại sao bọn chúng không thông báo đến phụ thân của ta, chẳng nhẽ Vân Vũ phái lại quá sơ sót như thế, một danh môn chánh phái, đâu làm những việc hồ đồ coi rẻ chúng tôi như vậy kìa. Cửu Thiên Hiệp thần thờ nói tiếp. Bích cô nương nhớ canh tư đến dự. Bích Lệ Hồng mỉm cười nói. Nếu như thế canh tư ta sẽ gặp lại nhau. Nàng vừa nói vừa khép chặt cửa xong, thoát một cái như cánh én lượn buông mình xuống đất chảy như bay sang khách điếm đối diện. Cửu Thiên Hiệp đưa mắt nhìn theo sau lưng Bích Lệ Hồng, khi ẩn khi hiện chập chờn dưới ánh nguyệt mờ đến khuất dạng, một sự chua chát dâng lên tận cổ, chỉ cảm giác cuộc đời và biển khổ đầy sóng gió ba đào thiên hạ mênh mông, tình nhân loại không có thật ít người quan tâm nghĩ đến chính mình, chàng lại nghĩ chỉ có Bích Lệ Hồng là người thứ nhất ân cần và an ủi mình giữa lúc tinh thần đang lạc lõng bơ vơ. Chàng đứng lặng người trước cửa xong, nhìn thấy ánh trăng mờ ảo rọi vào một ngõ vắng, cô đơn mộc mạc và thật nghèo, nên bất giác chàng ngâm nho nhỏ. Ngõ vắng, ai về qua xóm vắng? Lẻ loi càng thấy lẻ loi nhiều nửa đêm, chợt dậy nhìn ra cửa vài ánh sao khuya chiếu lập lòe đêm đá lạnh lùng trong vắng lạnh mình buồn, mình hát để ai nghe. Chàng mượn một bài từ phá thể ngâm lên để giải muộn. Húy, ngươi đang nghĩ gì thế? Một giọng nói êm như ru, vang lên ngoài song cửa, Bích Lệ Hồng ra đi bỗng quay lộn lại. Cửu Thiên Hiệp giật mình nhìn kỳ lại hóa ra nàng bất giác mặt ngọc nóng hồng thần thờ hỏi. Bích cô nương còn việc gì thế?
Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng mày liễu cong lên nở một nụ cười hàm tiếu, dịu giọng nói. Cuộc ước hội đêm nay tuy rất đông cao thủ, song họ vì háo kỳ mà lại đó thôi chứ không cố ý giết hại người đâu, nếu nhớ ra có việc đồng thủ trong muôn một ngươi hãy cố gắng nhẫn nại một đôi phần, vì chốn giang hồ đầy hỗn độn, ngươi chớ khá gây náo trước đa số cường cửu đại địch. Cửu Thiên Hiệp thở dài não ruột tiếp lời. Cửu mỗ đâu thích gieo thù kết oán mọi việc xảy ra, vì hoàn cảnh bắt buộc đó thôi. Đa tạ cô nương chỉ giáo. Bích Lệ Hồng hơi thẹn cúi đầu, tay mân mê chéo áo, bằng giọng nói êm ái bảo. Phụ thân ta có nói, nếu Cửu Thiên Hiệp không gieo thù kết oán, tương lai sẽ là một ngôi thái đầu võ lâm, sau vài mươi năm hành hiệp tất nhiên ngươi sẽ được tôn lên hàng minh chủ võ lâm, đến lúc ấy, thì chúng ta... Nói đến đây, nàng cảm thấy khó nói hết lời, bất giác một sự hổ thẹn khiến nàng đỏ mặt tía tai cúi đầu mà không nói nữa. Cửu Thiên Hiệp nghe rúng động toàn thân, hỏi nhanh. Chúng ta thế nào? Bích Lệ Hồng nghẹn ngào, nói tiếp. Thôi, đêm đã khuya, ngươi nên vào an nghỉ vì còn phải dưỡng sức giây lát đi dự hội. Hãy nhớ lời cẩn thận nhé. Đột nhiên. Hì hì, ngộ. Tiếng cười lanh lảnh bỗng vang lên âm điệu như hách xì bằng dòng mũi. Sột. Một bóng người yểu điệu từ trên ngọn cây cổ thụ đối diện nhảy xẹt xuống đất như một cánh hồng lướt gió, vượt ngang qua khách sạn, chớp mắt không còn thấy đâu nữa. Cửu Thiên Hiệp và Bích Lệ Hồng không hẹn mà đồng phi thân đuổi theo, nhưng đã chậm hơn một bước, bóng đen đã hòa mình trong bóng tối, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ thấy phố xá vắng tanh, chìm mình trong đêm tối hãi hùng. Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng cùng với Cửu Thiên Hiệp đi song song, cả hai buông mình rơi xuống trước gian khách điếm. Bích Lệ Hồng cau mày tỏ vẻ nghĩ ngợi, bằng giọng bí mật hỏi. Quái lạ, thiếu hiệp có nhận biết bóng đen ấy là ai không? Cửu Thiên Hiệp cười nhạt đáp. Gian tế, chắc là hai phái Vân Vũ và Cửu Hoa phái người theo dò xét tài hạ chứ ai? Bích Lệ Hồng lắc đầu, bằng giọng nói u buồn. Không, hai phái này không có nữ đệ tử, mà hình dáng và tiếng nói của bóng đen, lại tương tự, một cô gái, đấy thiếu hiệp à. Cửu Thiên Hiệp ngạc nhiên kêu lên. Á, tại hạ không để ý. Bích Lệ Hồng mỉm môi cười nhẹ tiếp lời. Một cô gái lại tương tự phó giáo chủ Huyết Quang giáo đấy. Cửu Thiên Hiệp nghe qua lắc đầu trầm giọng. Có phải cô nương muốn ám chỉ Nhan Như Ngọc Trăng? Không có lý nào Nhan cô nương, vì lúc tại bến đò Bài Bang, Nhan cô nương không cáo tử vì giận ta mà bỏ đi biệt giảng, thì nàng há chịu đến thành Phượng Hoàng này hay sao? Bích Lệ Hồng cau đôi mày liễu, bằng giọng nói quả quyết bảo. Ta là gái, nên đối với đàn bà cô gái không bao giờ nhận lầm đâu. Theo ý ta nhất định là cô à chẳng sai. Cửu Thiên Hiệp mỉm cười dịu giọng tiếp lời. Thôi, không cần bàn đến hắn nữa, vì chúng ta vẫn không đuổi theo kịp. Bích cô nương nên trở lại phòng kẻo lệnh tôn lo lắng. Bích Lệ Hồng lo lắng nói thêm. Ngươi nên vào phòng nghỉ ngơi giây phút chứ. Hai người không nói nữa, ai lo quay vào phòng người nấy. Cửu Thiên Hiệp đâu còn thì giờ để nghỉ ngơi, chỉ lo thu xếp gọn hành trang, trong đầu lại nảy ra nhiều điều lo nghĩ, lại nghe tiếng trống điểm canh ba, chàng sắp sửa hành trang, vặn tắt đèn dầu, đẩy nhẹ cửa xong bước ra ngoài, nhắm thẳng về hướng tây ngoài thành đi như gió. Thủy Nguyệt Đình nằm về hướng tây cách thành Phượng Hoàng trên 20 dặm xa, đối với tài khinh cao siêu của Cửu Thiên Hiệp thì khoảng đường này chỉ cách trong gang tấc, nên đổ hâm nóng một canh trà Cửu Thiên Hiệp đã nhìn thấy xa xa là một cánh đồng hoang xanh mười, chính giữa là một cái gò nhỏ, trên gò có một tòa nhà nghênh phong hóng mắt rất nên thơ. Chàng đoán chắc tòa nhà này là Lãnh Nguyệt Đình, nên nhẹ bước đi lần đến, khi chàng thấy chỉ còn cách độ 30 trượng nữa là đến Nguyệt Đình, chàng bèn phi thân lên cây cổ thụ gần đấy, ẩn mình vào càng lá sum xuê, đưa mắt nhìn xuống Thủy Nguyệt Đình. Một hồi lâu, xung quanh Thủy Nguyệt Đình vẫn im lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rít, ngoài ra không có tiếng động nào khác, hay bóng dáng một người nào. Cửu Thiên Hiệp lấy làm khó nghỉ, chép miệng bảo thầm. Hay là cuộc hội ước này giống như buổi hội tại Cảo Sơn Lô Phong, buổi hội không người? Chàng lại tưởng không đúng.
Chính mắt ta thấy trong thành Phượng Hoàng chẳng khác nào kỳ hội Long Vân, các môn các phái và cao thủ trận như nêm, nếu họ không dự hội thì đến đây để làm gì chứ? Giữa lúc chàng đang trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nghe xa xa về Thủy Nguyệt Đình, bỗng một tiếng hú vang lên. Hú, u, u, tiếng hú cực thảm liệt nghe điếc tai chát óc, khiến người nghe kinh tâm vỡ mật, thân mình bắt lên cơn sốt ngay. Cửu Thiên Hiệp cố dương đôi mắt nhìn về hướng tiếng hú. Chỉ thấy sương bốc mờ trời, màn đêm đầy mịt, ánh trăng non bị chìm sau bức màn sương mờ nên không trông thấy gì cả. Cửu Thiên Hiệp khẽ nhích mình toan phi thân chạy đến đấy xem, lại nghe tiếng hú bị tắt nghẽn và biến thành tiếng kêu thảm thiết vẳng theo ngọn gió truyền tới. Tiếng dứt quảng. Huyết quang giáo tàn nhẫn, thái quá, độc. Nhưng bị chiều gió lúc thổi lúc ngưng, âm diệu và lời nói bị dứt quãng, và không nghe rõ nữa. Cửu Thiên Hiệp không dù dự nữa, nhích mình trổ thuật phi hành từ trên cành cao cổ thụ nhảy vọt về hướng tiếng hú kề bên Thủy Nguyệt Đình. Một luồng gió thổi ngang mặt chàng, mùi máu tanh xông lên nồng nặc suýt nôn mửa. Khi bước chân chàng hạ xuống sân Thủy Nguyệt Đình, đôi mắt đảo nhìn tứ phía, chàng kêu rú lên kinh khiếp. Ôi trời! Cửu Thiên Hiệp mở to đôi mắt nhìn lại lần nữa, chỉ thấy một cảnh tượng rùng rợn hiện ra trước mắt, một trường thảm sát vừa xảy ra, đông tây, nam, bắc tứ hướng đều có thây người, máu huyết chảy tràn ướt cỏ, nào là óc người trắng xóa, huyết đổ loang bồng ướt đầm cả mặt đất, chứng tỏ trận thảm sát này xảy ra chẳng bao lâu. Cửu Thiên Hiệp nhìn thảm trạng khủng khiếp, rồi bước đi một vòng quan sát mấy tử thị, 1, 3, 5, 7 vẫn chưa nhận được kẻ xấu số là ai, vì mấy thây này mặt mày nát biến, thân mình lại không toàn vẹn, nên khó nhận ra. Chàng nhìn đến cổ tử thi thứ 11, đột nhiên chàng kêu lên kinh hoàng. Trời, Thọ Tinh Phủ Quân cầm chánh ngươn. Tuy cơ thể của Thọ Tinh Phủ Quân cầm chánh ngươn cũng bầm dập nát biến như những xác chết khác, nhưng chàng nhận ra được ngay, chỉ vì Vân Vũ Môn, một trong ba phủ quân là Thọ Tinh Quân cầm chánh ngươn, thường sử dụng ngọn bút phán quan, sở dĩ Cửu Thiên Hiệp nhận ra là cảnh xác chết có ngọn bút phán quan đầu chuôi có khắc một chữ cầm thì đúng là Thọ Tinh chứ không ai khác. Cửu Thiên Hiệp ngước mắt trông hai xác chết nằm cạnh cầm chánh ngươn, khiến chàng kêu lên một tiếng a uất nghẹn mà đưa mắt nhìn quanh đấy trường ngơ ngác đến độ mất hồn. Nguyên chàng đã nhận thấy Vân Vũ Môn Tam Đài phủ quân đều chết tại đấu trường. Lại thấy có vô số thây người nằm ngổn ngang la liệt, nào là Cửu Hoa Môn Cửu Hoa Ngủ Lão, họ Hích vẫn mặc áo cát đeo ống sáo đồng, nằm quằn quại trên vũng máu, mặt mày nát dập, sáo đỏ, mặt đen, râu tóc nhuộm hồng vì máu đổ. Thập Bát La Hán của Cửu Cung Sơn, nằm la liệt 18 thây. Không Không Môn Phú Giáp Thiên Hạ, Ngô Trung Xanh chết một cách thê thảm, trợn mắt há mồm thất khiếu, máu tuôn ra đông đặc. Tứ tí của Thể Vân Bang, bốn tên nằm ngả ngửa kế Thủy Nguyệt Đình, ngực bề ruột lòi máu tuôn ướt đất, có lẽ bốn tên này bị ngón đại lực thủ pháp đánh chết. Ngũ quỷ nhà họ Tiêu, lão đại là Bỉ Phát Quỷ Tiêu Trấn Nhân, lão tam là Thích Lịch Quỷ Tiêu Trấn Lệ, lão tử là Du Hồn Quỷ Tiêu Trấn Tín, ba quỷ trong Tiêu gia ngũ quỷ, nằm sóng sượt trên mặt đất, mỗi tên đều bị lợi khí xuyên vào huyệt đơn điền, khuấy to vết thương bằng miệng bát thê thảm vô cùng. Hai tên lùn núi Hàn là Hàn Sơn Nhị Quỷ, lão đại là Âm Dương Tú Tài thân như liệt, lão nhị là Tam Xích Phán Quan thân như bích, cả hai nằm co quắp như hai đứa trẻ con, dường như chúng còn căm hận sau khi chết, đôi mắt trợn lộ ra mi ẩn vài tia máu đỏ, hai bên khóe miệng chảy dài hai vệt máu tươi, trô ông rất thê thảm. Chấm chấm chấm, còn nữa, và còn nữa. Cửu Thiên Hiệp không dám nhìn nữa, vì quá bất nhẫn. Mọi người chết một cách thảm thiết đau thương, thật dùng mình đến khiếp sợ, bãi hoang đêm tối thây người nằm ngang dọc trông chênh, trông phảng phất như bóng quỷ chập trùng, cỏ cây biến thành ma binh quỷ tốt, nhát trông qua tóc râu đều dựng ngược, kinh khiếp đến hãi hùng. Cửu Thiên Hiệp đứng ngẩn ngơ như lạc vào mê hồn trận. Bỗng nhiên chàng sực nhớ tiếng kêu thất đảm lúc đầu có câu. Huyết quang giáo, khiến chàng chép miệng nói với mình. Hừ! Ta phải xem xét cho kỹ. Vừa nghĩ nhanh, vừa phóng mình tới trước độ ba trượng, đột nhiên, chàng kêu rú lên. Húy! Chấm 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 chấm, vì chàng trông thấy một người cao lớn, nằm nghiêng trên mặt đất, mình mẩy nhuộm đầy máu, đầu óc bể nát không nhận được là ai.
Chàng bèn bước đến một bên cổ thây ma quan sát, lại thấy người chết còn cầm trên tay một ống, hồ đồng cách đấy không xa, một cây côn bị gãy, chính là ngọn hổ vi tam tiết côn cấm vùi dưới đất. Cửu Thiên Hiệp chép miệng than. Ôi, vị này chính là Đa Tỷ Nhơn Hùng, cổ vạn niên đây mà. Chàng lại cúi đầu nghĩ ngợi, quái lạ kẻ nào mở màn thảm sát hại, kẻ ấy đích thị là một tay tuyệt thế kỳ nhân, chứ làm gì, thời gian độ nửa canh gà, mà trên mấy mươi người cử phách giang hồ, lối lạc võ lâm bị hắn giết sạch. Ai là thủ phạm việc này? Huyết Quang Giáo. Ai kêu ba tiếng, Huyết Quang Giáo, một cách thê thảm. Nghĩ đến đây, chàng nhích mình phi thân tới trước, hầu tìm xem có một tên Huyết Quang Giáo nào bị hại hay không, để mà tìm nguyên cớ và truy tầm. Cửu Thiên Hiệp đảo thân mình trên không, như cánh nhàn trong nháy mắt chàng đã quan sát một vòng, chừng 20 trượng vuông, vẫn không tìm thấy dấu vết khác lạ nào, chàng lại không đủ can đảm nhìn qua mấy tử thi lần nữa, lại nghe trong thôn vắng tiếng chó sủa ma, ngoài đồng hoang gà rừng gáy rổ tiếng đập cánh của bầy rơi, tiếng tỉ tê của loài dế càng tạo thêm vẻ hoang vu thê thảm cảnh tượng thật bi sầu. Cửu Thiên Hiệp không thể tin nổi cảnh thảm chàng trước mắt là thật, vì câu chuyện xảy ra đột ngột không tưởng tượng được, chàng cố moi óc suy nghĩ vẫn không tìm được điều gì mới lạ. Kết cuộc đến Thủy Nguyệt Đình như người không mục đợt dích, chỉ còn việc tìm xem dấu tích coi thủ phạm là ai, kẻ giết người không lương tâm. Bỗng nhiên, nhiều tà áo bị gió cuốn vang lên phần phật. Tám người của Võ Đương Bát Kiếm tựa hồ như cùng đi song song với Cửu Thiên Hiệp lại Thủy Nguyệt Đình. Tám người vừa chôn thấy thây người nằm ngổn ngang, huyết tanh tưởi ướt mặt đất, khiến bọn chúng kêu lên khiếp đảm. A! Một tiếng a vừa dứt, cả tám người lấy mắt ra hiệu cho nhau, đồng tuốt nhanh trường kiếm tủa ra vây chặt Cửu Thiên Hiệp vào giữa. Võ Đương Bát Kiếm, người người khí dần sung thiên, mày dầu dựng ngược như trực nuốt sống Cửu Thiên Hiệp. Ngay lúc đó Huyền Tình quay thanh trường kiếm một vòng, lóe ra muôn ánh ngân tinh lạnh buốt người bằng dòng trầm khiếp thét to. Cửu Thiên Hiệp, mi độc hơn mãnh xà, thủ đoàn hung dữ hơn hổ báo xài lang, ta phải giết mi để trả mối hận này cho Võ Lâm. Cửu Thiên Hiệp nghe qua đã biết Võ Đương Bát Kiếm hiểu lầm mình, nên cao giọng nói. Quý vị muốn ám chỉ tại hạ gây nên trận kiếp sát tại Thủy Nguyệt Đình này sao? Huyền Tình lão đảo run lên tròm râu bạc, tay kiếm giơ cao chỉ vào mặt Cửu Thiên Hiệp xít lên căm hờn. Cửu Thiên Hiệp, đã rõ ràng như thế còn phải hỏi ai chứ? Ta có rẻ đâu mi bày kế đổi lại canh tư, để gạt anh em ta vào tràng, anh em ta lầm tin mà mắc kế điều hổ ly sơn, để mi đến sớm dễ bề thi hành thủ đoạn tàn ác nhất thế gian. Ta rõ cả, mi phân tán lực lượng võ lâm theo giờ hẹn để mi giết từng đợt một. Ôi chao! Mi thật là tên ác sát hung thần, âm mưu nguy biến. Hắn kêu la thảm liệt và không cần sự suy xét, nên lời nói phảng phất như hắn đã chứng kiến cuộc diện. Cửu Thiên Hiệp nghe qua tức nghẹn, cũng vì quá giận hóa ra cười hăng hắc âm ma, vừa cười trầm giọng đáp. Ha ha, ha ha, Huyền Tình, ngươi đừng hồ đồ như thế, đã giàu óc tưởng tượng, lại thêm nói vu khoác. Này, lão Huyền Tình, lão có trông thấy tận mắt ai là thủ phạm trận sát kiếp này không? Tại sao lão quá lắm lời như thế? Huyền Tình dựng râu nạt to. Không, nhưng mấy xác người đủ chứng minh hành động của ngươi. Cửu Thiên Hiệp cao mày trợn mắt bằng giọng nói khiêu khích. Hừ, hồ đồ thật, mấy người chết họ dậy tố cáo với ngươi à? Huyền Tình vẫn cố chấp giống to như hổ đói. Chẳng phải ngươi thì còn ai vào đây chứ? Cửu Thiên Hiệp nghe qua khí giận bốc lên mở mắt, cất giọng trầm hùng gắt to. Nè, lão đạo, chớ lấy già tiểu nhân mà đo lòng người quân tử, này lão Huyền Tình. Cửu Thiên Hiệp làm việc sáng tỏ như ban ngày, đối đãi mọi người như tiêu nguyệt phong quang, đã là kẻ trượng phu đi đứng quang minh, chính đại, không bao giờ nghĩ đến độc kế, mưu mô. Huyền Tình không nhìn được, trợn mắt rừng mày, mắng to. Câm mồm, ác tiểu tặc, ta còn là gì ngươi, mở miệng là giả nhân giả nghĩa, đạo đức truyền vì chẳng ác chẳng làm, thôi hãy nộp mạng cho ta. Huyền Tình vừa mắng xong, tay hữu lay đồng kiếm dài, nhìn vào bảy người sư đệ nói lớn. Bạch Hạc đệ nhất kiếm trận.
Vừa nói dứt, Huyền Tình vẫy mạnh kiếm quyết xoay vòng càn hướng về mặt đông, kỳ dư bảy vị kia đều giống to một tiếng, đà kiếm lượt theo hình bát quái, khảm cấn, chấn tốn, ly, khôn, đoài, tiếng hét như sấm vang, kiếm lượn tròn như bão táp, tỏa ra đảo hàn quang lạnh bút người, kiếm khí chuyển trùng trùng bao vây cửu thiên hiệp thế mạnh như bài sơn đảo hải, nguy hiểm kinh hồn. Ngay lúc đó, hốt nhiên, một bóng người màu cho xẹt ngang trời, thân hình như cánh đại bàng nâu đáp nhanh xuống tràng, đồng thời một dòng hiền hòa ấm như chuông ngân vang lên. Lão Nạp Ngộ Phi có đây, xin đạo huynh khoan đồng thủ. Vì lão tăng vừa nói dứt, vội đưa mắt nhìn khắp bốn mặt trường, bất giác lão cứng nghẹn lời, buột miệng kêu lên khẽ. Ôi, lão Nạp đã đến trễ nửa bước. Gương mặt hiền lành hiện lên nét buồn rầu đáo để, đôi mày thò rung lên liên hồi, hai tràng mắt sáng rực như điện quang dòi thẳng khắp mặt trường nhìn vào số tử thi nằm lớp lớp, sau cùng ngước mặt nhìn cửu thiên hiệp chân chân, lão sư lại thở dài não ruột hỏi. Tiểu thí chủ, cửu thiên hiệp lý nào, ngươi nở phụ lòng thành của lão Nạp? Hoàn toàn, không thể tha được điểm nào ư? Nói đến đây, vì võ lâm minh chủ đại đức cao tăng không chế ngự được lòng hiếu sinh nên nghẹn ngào, bất giác hai dòng lệ lão tuôn đầy trên gò má nhăn nheo. Lão đã khóc, khóc vì thương ngươi vì lỗi, lầm gì thất vọng, đến cực điểm. Võ đương bát kiếm lúc đầu thí đấu khí thế hung hãn, nội tâm đối với cửu thiên hiệp tuy đầy sự bất mãn, uất hận nhưng trước mặt Ngộ Phi đại sư chàng không dám thất lễ. Huyền Tình lão đạo, bước nhanh tới một vòng tay thi lễ nói. Bát đồ đệ là Huyền Tình xin ra mắt trưởng môn minh chủ. Ngộ Phi đại sư chắp tay trước ngực, lắc đầu đáp lời. Lão Nạp xin hoàn lễ các vị nên quay về võ đương là hơn. Huyền Tình há chịu quay về núi hay sao nên gióng giạc nói. Cửu thiên hiệp vì hải giang hồ tàn sát võ lâm, tội ác cực kỳ vĩ đại, lão trưởng môn là minh chủ võ lâm, lại tai ngơ mắt lấp, sau này cửu đại môn phái không thương hành tẩu giang hồ, luôn cả võ lâm đồng đảo. Nếu trưởng môn mở lượng từ bi, thì sẽ di hòa cho các giới võ lâm vô cùng vô tận. Cửu thiên hiệp lửa giận bốc lên mờ cả mắt, song lẻ có mặt Ngộ Phi nên vòng tay hướng vào đại sư trầm giọng. Lão trưởng môn, xin người nhận định cuộc thảm sát trên vài mươi người võ lâm đồng đạo tại Thủy Nguyệt Đình thủ phạm có phải là vãn bối hay không? Huyền Tình lão đạo phất tay áo rộng bước sấn tới trước quát lên như sấm. Không phải ngươi thì ai vào đây chứ? Cửu thiên hiệp dần xám mặt trầm giọng nạt to như chuông ngân. Lão đạo, cửu mỗ và Ngộ Phi đại sư đang nói chuyện chưa xong, ngươi dám cả gan xen vào ư, ngươi nên biết thanh trúc kiếm của cửu mỗ không bị nể đâu nhé. Huyền Tình mặt mày xám ngắt đưa tay nắm chặt đốc kiếm. Ngộ Phi đại sư vội khoác tay áo rồng chặn lại, nhìn cửu thiên hiệp trầm giọng. Cửu thí chủ, ngươi có gì muốn nói với lão Nạp? Cửu thiên hiệp nghe Ngộ Phi đại sư đổi giọng gay gắt khiến chàng lấy làm bất mãn, nhưng chàng tằng hắng một tiếng, trầm giọng nói. Lúc vãn bối rời miếu thổ địa, lại gặp một tên hán tử lùn nhỏ đem tin lại, nó bảo là cuộc hội đổi đến canh tư mới khai mạc, vì thế vãn bối tuân lời mới đến, khi đến đây thì thảm trạng đã xảy ra thì việc này đối với tài hạ tuyệt không liên hệ. Ngộ Phi đại sư nghiêm giọng hỏi. Tiểu thí chủ không dối lão Nạp chứ? Cửu thiên hiệp nói như hét. Nếu tài hạ gây ra trận thảm sát này thì chuyện gì phải sợ mà chối quanh? Đại sư hãy mở lòng quảng đại cao minh mà xét thử xem, và lại lúc tên lùn đờ dưa tin, có chứng võ đương bát kiếm nghe thấy, nếu không tại sao đến giờ này tám lão đạo mới vác mặt đến dự hội. Ngộ Phi đại sư rất đối ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Huyền Tình đạo sĩ hỏi. Có như thế không? Huyền Tình lão đạo run ngay tròm râu đuột, đôi mắt chĩa ra những tia tóe lửa, bằng giọng trầm trọng đáp. Người lùn đưa tin có thật, chính mắt vãn bối trông thấy. Nhưng biết đâu đấy là gian kế của cửu thiên hiệp, hắn sợ mối đoàn kết, nên mới bày kế phân tán lực lượng, đánh chết tuần loạt một, thật là âm mưu tối độc ác đức vô vàn. Cửu thiên hiệp cười ngất tiếp lời. Đón gió bắt mình, chưa thấy mặt mà đặt hình dung, lời nói của đạo sĩ mà hồ đồ như thế. Huyền Tình dướn mình tới trước toàn đồng thủ. Ngộ Phi đại sư đưa tay chặn lại, đoàn quay sang cửu thiên hiệp dịu giọng hỏi.
Xin thí chủ hãy miễn cho lão nạp nói thẳng một lời. Cửu Thiên Hiệp mỉm cười khổ sở nói. Xin đại sư cứ dạy. Ngô Phi đại sư thở dài thường thượt, Đoàn Từ Tốn bảo. Theo việc này mà suy luận, Thủy Nguyệt Đình xảy ra án mạng làm chết hàng mươi cao thủ, thí chủ là Cửu Thiên Hiệp nếu không tìm ra thủ phạm, bất luận ngươi có can dự hay không can dự, cũng khó tránh mang tiếng độc thủ tâm lang, hoen ố cả danh dự. Cửu Thiên Hiệp cao mày khó chịu, trầm giọng hỏi. Lão trưởng môn, theo ý đại sư thế nào? Ngô Phi đại sư vẫn giữ vẻ từ hòa, bằng giọng nói êm trầm, song không ít lời nghiêm khắc. Điều thứ nhất. Trừ tiểu thí chủ ra, khắp gầm trời võ lâm không ai đủ tài lực gây nổi trận thảm sát này. Điều thứ hai. Cuộc ước hội tại Thủy Nguyệt Đình, không do những điều ân oán võ lâm mà ra, mà chính do cửu thí chủ mà có. Điều thứ ba. Những người dự hội chết không kịp chối và đã chết sạch, lấy ai chứng minh cho ngươi không phải là thủ phạm vụ này. Cửu Thiên Hiệp vô cùng chán nản, bằng giọng bực tức hỏi to. Vì thế mà đại sư buộc tội vãn bối là thủ phạm vụ này. Ngô Phi đại sư vội chắp tay trước ngực, vẫn giữ lễ hiền hòa nói tiếp. A-di-đà Phật, xin tiểu thí chủ dằn cơn giận, lão nạp chưa nói hết lời, tiếc thay ba điều như thế tiểu thí chủ không thể khép kín miệng thiên hạ và dư luận sôi nổi trong giới võ lâm. Huyền Tình lão đạo gần gù tỏ vẻ hài lòng, bèn cất tiếng chen lời. Lão trưởng môn dày trí phải, vì dư luận sôi nổi trong mọi giới võ lâm. Cửu Thiên Hiệp, hôm nay chẳng ai để cho ngươi thoát khỏi Thủy Nguyệt Đình nửa bước. Cửu Thiên Hiệp nghe qua khí dần sung lên càng hông, tuy không dám đồng thủ ngay nhưng đưa tay chỉ vào mặt Huyền Tình nạt to. Các ngươi khó thực hành. Chàng vừa hét bảo, lại vòng tay hướng vào Ngô Phi đại sư, nói lớn. Đại sư đã cố chấp không điều tra minh bạch, tưởng dù có phần hiền chỉ vô ích. Hãy đợi cửu mũ qua Miêu Cương trở về câu chuyện đêm nay quyết định tìm cho ra lẽ, tìm được cha ân thung lũng sẽ giao cho lão trưởng môn chiếu cáo cho mọi giới võ lâm. Nói xong, Thiên Hiệp nhấc mình, lên cao ba trượng toan hướng vào cây cổ thụ lúc này chạy nhanh tới. Ngươi có chạy đường trời. Tám tên đạo sĩ võ đương kêu giống lên, tất cả tung mình nhảy lên cao đuổi theo như gió lúc tám lưỡi kiếm dài lay đồng thành một đường gươm thông nhất nhắm ngay đôi chân Cửu Thiên Hiệp vừa hạ xuống mà chém thật nhanh. Cửu Thiên Hiệp dần tím mặt tím ruột giống lên cực to. Cả gan thật. Ngô Phi đại sư thất kinh, buồn miệng gọi nhanh. Chư vị đạo huynh võ đương không được đồng thủ. Huyền Tình không dám trái lệnh vội huýt lên một tiếng gió, võ đương bát kiếm vội thâu nhanh thế công tám người hạ mau xuống đất đứng dàn đội hình chữ nhất trước mặt Ngô Phi đại sư. Huyền Tình nghiêng mình vòng tay hỏi. Minh chủ dạy điều chi? Ngô Phi đại sư thở dài não ruột bằng giọng nói ấm đồng bảo. Các vị võ đương, việc này cũng như gạo đã thổi thành cơm, người chết cũng không bao giờ sống lại, ví như Cửu Thiên Hiệp chính là thủ phạm thì tương lai. Hắn sẽ nguy hiểm vô cùng, dù có ăn năn cũng không còn kịp nữa. Nếu như không phải Cửu Thiên Hiệp là thủ phạm thì chúng ta có hại người oan uổng tội vạ muôn ngàn. Huyền Tình cương quyết nói. Dĩ nhiên hắn là thủ phạm, minh chủ còn ngờ vực làm chi. Cửu Thiên Hiệp cảm thấy không nhường nhịn được nữa, bèn hét lên một tiếng, hay thật tay hữu cho vào bọc lấy ra thanh, khô trúc thánh kiếm, soạt. Kiếm rời khỏi vỏ, lóng lánh đạo kim quang, vàng rực cả Thủy Nguyệt Đình. Chín người có mặt nơi đây, không hẹn nhau gương mặt đồng sầm lại, tỏ vẻ giây phút quan trọng đã đến rồi. Cửu Thiên Hiệp lay đồng trúc kiếm một vòng, hào quang túa ra trùng điệp bằng giọng nói lạnh như băng hét bảo. Võ đương bát kiếm, các ngươi chớ bức hiếp người thái quá, nếu việc này do ta là thủ phạm thì ta chừa lại tám lão đạo các ngươi làm gì? Còn việc này không phải ta là thủ phạm thì ta há chịu nổi sự buộc tội của các ngươi sao? Vừa nói dứt khô trúc kiếm chuyển mình. Ngô Phi đại sư vội bước ra đứng trước mặt bọn võ đương bát kiếm, chắp tay trước ngực trầm giọng. Xin thí chủ vị tỉnh lão nạp mà nên rời khỏi đây cho mau. Cửu Thiên Hiệp vội hạ ngay trúc kiếm, chỉ vào võ đương bát kiếm nói to. Võ đương bát kiếm mãi dùng lời nhục mà tài hạ. Tài hạ không nhẫn nhìn được nữa. Ngô Phi đại sư gượng dịu giọng.
xin thí chủ nhẫn nại đôi phần. Cửu Thiên Hiệp Toan trả lời bỗng nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên xé không gian. Lão Hòa Thượng, sao mà vô lý thế? Tại sao Hòa Thượng không gọi tám tên đạo sĩ mũi châu đó nhẫn nại vài phần? Tiếng hét lanh lảnh vừa dứt, bóng người xuất hiện như vệt chỉ vàng từ không trung hạ nhanh xuống mặt trường viện, khi người lạ vừa đứng yên, nhận rõ là cô ái nữ độc nhất của bang chủ bài bang Đằng Công Ngươn. Đằng Hồng Tiêu đầu chít khăn vàng, mặc xiêm màu Hoàng Anh, trên tay cầm đơn kiếm, mặt phấn ửng hồn, mày ngài xếch ngược, bước đến đứng kế bên Cửu Thiên Hiệp lại ngước nhìn Ngộ Phi đại sư hất hàm hỏi. Lão thầy chùa, kẻ xuất gia tại sao không bác ái công bằng, lại đi bênh vực mấy tên gian đạo sĩ? Ngộ Phi đại sư vẫn điềm nhiên, bằng giọng nói hiền lành hỏi. Xin lỗi cô nương là ai? Cửu Thiên Hiệp sợ Đằng Hồng Tiêu lỡ lời mang hỏa, nên bước tiến cản trước mặt nàng, nhanh miệng bảo. Đằng cô nương, chẳng nên lỗ mãng, đại sư đây là trưởng môn Thiếu Lâm phái, minh chủ của cửu đại môn phái là. Ngộ Phi đại sư. Đằng Hồng Tiêu cau mày đáp. Bất luận là ai, nếu nói lời không ngay thẳng, hành động chẳng công bình thì ta chỉ trích thẳng không sợ gì cả. Ngộ Phi đại sư không lộ tia giận dữ nào, mà đưa mắt nhìn từ đầu đến thân cô gái cất giọng hiền lành bảo. Vậy cô nương đây là đằng bang chủ tiểu thư, lão nạp chưa thấy nên không rõ, nếu có đằng lão bang chủ tại đây, chắc là lão nạp không bị chỉ trích. Đằng Hồng Tiêu cao mày lớn tiếng đáp. Lão sư, cha của ta sợ danh tiếng của lão sư lắm đấy, vì người là bài bang chủ. Còn tiểu nữ không bang chủ, chẳng sư môn nên chẳng ngại gì lão sư cả. Ngộ Phi đại sư mỉm cười điềm đạm nói. Đằng nữ thí chủ, lão nạp và cửu thí chủ luận chuyện không đề cập đến nữ thí chủ mảy may. Tại sao nữ thí chủ lại nổi cơn thịnh nộ lôi đình? Đằng Hồng Tiêu bướng bỉnh đáp ngay. Chuyện của hắn ta can thiệp được. Ngộ Phi đại sư mỉm cười hỏi. Tại sao thế? Nữ thí chủ là gì của cửu thí chủ? Đằng Hồng Tiêu thẹn đỏ mặt tía tay, hét lên lanh lảnh. Kẻ xuất gia chớ hỏi lời này, ta là gì ngươi hỏi tới làm chi? Đột nhiên một bóng trắng đáp nhanh xuống tràng, nhan như ngọc xuất hiện đột ngột, nàng phá lên cười lanh lảnh phù hỏa. Hay nhỉ, đừng nói tới làm chi, vậy ngươi với hắn liên hệ cách nào mới được chứ? Cửu Thiên Hiệp giật mình, đưa mắt nhìn nàng sửng sốt, lại buồn miệng kêu lên. Nhan phó giáo chủ, nhan cô nương, lại đến nữa à? Nhan như ngọc cao đôi mày liễu, cười nhạt hỏi. Ta lại đây không được hay sao? Cửu Thiên Hiệp nghe qua luống cuống, vội dùng lời phân biệt nói. Tại hạ không có ý hỏi như thế. Nhan như ngọc hừm, một tiếng không nói tiếp mà tuốt nhanh trường kiếm quay nhìn lại đối diện với bát kiếm võ đương trầm giọng hét lên. Việc này không liên quan đến các ngươi, có gì mà ngạc nhiên như thế? Muốn chết hay sao? Tiếc thay các ngươi đến trễ một bước, nếu đúng giờ thì, ha, ha. Võ đương bát kiếm dần xám mặt, tám người đồng tuốt nhanh trường kiếm thủ thế. Ngộ Phi đại sư đưa tay trần lại, mắt quắc to. Xin mời tám vị trở về tức khắc, và phiền phức bẩm lại võ đương trưởng môn. Xin nói một ngày gần đây lão nạp sẽ đến bái phòng, bao nhiêu việc đại sự đến lúc đó sẽ giáp mặt nói chuyện sau. Các vị nhớ nhé. Võ đương bát kiếm nhìn thấy Cửu Thiên Hiệp và Nhan Như Ngọc đối với cả hai bọn chúng có phần nể sợ, lại thêm Ngộ Phi đại sư có mặt tại trường, được nghe mấy lời nói sau này. Khiến chúng cả mừng vì được thoát thân trong danh dự. Huyền Tịnh lại cho kiếm vào vỏ, vừa dòng giạc nói cực to. Nếu không có minh chủ khuyến dụ, đêm nay ta quyết trừ tuyệt mi. Ám chỉ Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc cười khẩy nói. Được dịp may thì hãy chuồn cho sớm, đừng dở dòng khoác lác, nếu không có Ngộ Phi đại sư tại đây, tám tên như các ngươi bản cô nương sẽ đoàn sạch không chừa một mống. Ngộ Phi đại sư nhìn võ đương bát kiếm khoát tay thối thúc. Bát kiếm võ đương nghe theo lão nạp mau lên đường, trời đã sáng kia rồi. Võ đương bát kiếm tám người uất hận bồi hồi, song chẳng dám nấn ná lại lâu, tất cả trổ thuật khinh công nhắm hướng thành Phượng Hoàng chạy như bay biến, phút chốc đã mất dạng. Ngộ Phi đại sư nhìn thấy võ đương bát kiếm đã đi xa, bèn vòng tay hướng vào Nhan Như Ngọc trầm giọng nói.
Phó giáo chủ, lão nạp có một việc muốn như giúp đỡ, không rõ phó giáo chủ có đồng ý giúp lão nạp hay không. Nhan Như Ngọc tuy tánh tình ngạo mạn kiêu hãnh, nhưng đối với Ngộ Phi đại sư nàng có lòng tôn kính 10 phần, nên mỉm cười vòng tay đáp lễ nói. Có gì xin đại sư nói rõ xem sao. Ngộ Phi đại sư tỏ vẻ nghĩ ngợi bằng giọng nói chân thành bảo. Theo lời đồn đái trên chốn giang hồ, quyển thượng thừa hoa pháp chân kinh của tể tự nhờ luân chuyển vào tay thuộc hạ của quý giáo, nếu phó giáo chủ có lòng nhân hậu, trong khi về quý giáo xét dò lại xem sao, ví như có thật thì tất cả tăng ni, đàn việc của thiếu lâm tự, cảm đức đời đời. Cửu Thiên Hiệp nghe qua rúng động tận đáy lòng, đôi mắt trợn tròn như mắt hổ, nhìn thẳng vào mặt Nhan Như Ngọc. Chợt thấy Nhan Như Ngọc tỏ vẻ không an, mắt phượng chuyển tròng lâu lắm nàng mới gượng gạo lên tiếng. Đại sư nói như thế, hóa ra người của huyết quang giáo đến quý tự trộm kinh hay sao? Ngộ Phi đại sư khoát tay, lắc đầu nói. Lão nạp đâu nói thế. Lão nạp chỉ nói, nhớ luân chuyển xin phó giáo chủ chớ nghĩ thầm. Lão nạp xin tạ tội trước và hầu nhờ giúp đỡ sau. Ngộ Phi đại sư vừa nói dứt lại cất tiếng hú như rồng gầm hổ giống, nhún mình phi thân vọt lên cao hàng năm trượng. Thực là bậc minh chủ võ lâm, tôn sư một phái, công lực đến độ siêu việt tột đời, không có người sánh kịp. Nhan Như Ngọc nhìn theo bóng Ngộ Phi đại sư, đến mất dạng, thần sắc nàng biến đổi không sắc sảo như lúc ban đầu, lại đượm vẻ đau thương, đôi mắt chiếu những tia lo lắng, mặt phấn ẩn vài nét buồn man mác. Cửu Thiên Hiệp bước đến trước mặt nàng mỉm cười nói. Nhan cô nương, lại đây ta chỉ cho xem. Thâm ý của chàng muốn chỉ cho Nhan Như Ngọc xem xác chết. Nhan Như Ngọc như người tỉnh mộng, gương mặt đang héo hắt vụt sáng rỡ, bằng giọng nói nghiêm trang đáp. Đúng đấy, ta suýt quên mất còn một vị cô nương đã nhảy ra can thiệp cho thiếu hiệp, vậy sự liên hệ cả hai như thế nào nhỉ? Ôi chao! Danh từ khá huê nhỉ, nào là bài bang bang chủ thiên kim Đằng Hồng Tiêu, vị cô nương còn đây không? Đằng Hồng Tiêu ẩn sau khóm hoa rậm, bao nhiêu lời của Nhan Như Ngọc nàng nghe rõ một một. Cửu Thiên Hiệp sớm biết tánh tình của Nhan Như Ngọc bướng bỉnh lạ lùng, sợ nàng cao hứng nói lên những lời bất nhã trêu tức Đằng Hồng Tiêu sẽ xảy ra biến cố, bèn cao giọng gọi Đằng Hồng Tiêu. Đằng cô nương lại đây. Vị này là huyết quang phó giáo chủ Nhan cô nương tên là Như Ngọc. Mọi giới võ lâm đều xưng tặng là Hồng Hoa Lệnh Chủ, chỉ một đóa Hồng Hoa Lệnh Chủ giao du khắp cả giang hồ, người người đều thán phục. Đằng Hồng Tiêu vội bước ra ngoài, đưa mắt nhìn Nhan Như Ngọc, lại nhìn Cửu Thiên Hiệp, bèn dịu giọng nói. À, ngưỡng mộ quý danh đã lâu. Giọng nói của Hồng Tiêu tuy dịu dàng song đượm vẻ khinh bạc. Nhan Như Ngọc cười nhạt nói tiếp. Ngưỡng mộ, thật không dám, chỉ có ta ngưỡng mộ là có. Đằng cô nương thật tốt nhất đời, đằng lão bang chủ cưng con Như Ngọc. Đã khổ tâm suy tính với cho được Cửu Thiên Hiệp vượt ngàn dặm đến Thần Châu, dù thế nào cũng là thiên kim tiểu thơ. Bang chủ chiều con là phải. Chấm chấm chấm, thật là lời nói chua ngoa đanh đá, trêu chọc một cách thần tình. Tánh ý nữ nhi tế nhì như tơ, đối với ái tình tự nhiên ganh tị. Đằng Hồng Tiêu tuy văn tài lỗi lạc hơn Nhan Như Ngọc nhưng vì kinh nghiệm ở đời lại kém hơn, nhưng đối với những lời nói vừa qua của Nhan Như Ngọc nàng há không nhận biết hay sao. Vì thế mặt Ngọc thoáng hồng, trầm giọng nói. Nhan phó giáo chủ, ta với ngươi đều là phần gái, lời nói này là điều cấm kỵ của chúng ta. Nhan Như Ngọc tài huyết quang giáo nhất hô bá ứng, tài giang hồ hét tiếng đồng phong vân, há chịu người cưỡng bách hay sao, nên nghe Đằng Hồng Tiêu nói, nàng nghiêm sắc mặt hỏi gặng. Nhan cô nương nói như thế đấy, có sao không? Xúc phạm đến thanh dự bài bang à? Đằng Hồng Tiêu chẳng nhu nhược, giơ cao trường kiếm hét to. Đừng dở giọng chua ngoa trước mặt bản cô nương. Nhan Như Ngọc giống to. Cả gan cho, nữ ngạnh đầu. Đằng Hồng Tiêu thét lanh lảnh. Bản cô nương sẽ tiếp ngươi. Nhanh như chớp hai vị cô nương nhảy vọt ra giữa chàng, cả hai dương mắt nhìn nhau lom lom, một trường kiếm, một đoàn kiếm, họ thét lên một tiếng lanh lảnh, ha đào kiếm quang quay lượn một vòng, chớp mắt cả hai đã giao nhau một chiêu nảy lửa. Keng! Tia lửa nháng ra lấp lánh, kiếm phong cuộn gió kêu ong ong.
Cửu Thiên Hiệp thấy thế kêu giống lên. Đằng cô nương, Nhan cô nương, việc gì phải động thủ. Nhan Như Ngọc tay kiếm vẫy như múa rồng, buồn miệng hét lên thánh thót. Cửu Thiên Hiệp, ngươi hãy bênh vực nó đi. Nhan Như Ngọc quyết liều thân tử chiến. Đằng Hồng Tiêu hét lên lanh lảnh. Thiên Hiệp tại sao ngươi không gọi ả dừng tay? Cửu Thiên Hiệp tuy có trong tay Khô Trúc Thánh Kiếm, nhưng không dám tuốt ra phân giải vì sợ kiếm phong phạm phải một trong hai nàng. Hai vị cô nương nhảy nhót múa men kiếm quyết mau tựa phong kiếm khí tỏa ra sáng rực. Chàng chỉ có hai tay không chẳng biết phải can gián bằng cách nào, gió đó Cửu Thiên Hiệp chạy vòng quanh như nhà sư chạy kim đàn, miệng không ngớt kêu lên. Dừng tay, mau dừng tay lại. Hai vị cô nương hỗn đấu kịch liệt làm cho cát bụi ngộp trời kiếm phong réo lên như sóng gào gió thét, chẳng ai chịu dừng tay trước. Bỗng nhiên, choeng, hai tiếng binh khí giao nhau, phát ra tiếng rồi rợn người, hai vị cô nương cuộn mình thành một bóng vụt phân ra hai bên. Nhan Như Ngọc chống kiếm thủ thế, dương đôi mắt tròn xoe nhìn Đằng Hồng Tiêu, lạt giọng nói. Hóa ra cánh bướm cài đầu tốt đẹp bên ngoài trong ruột toàn là cỏ rác. Đằng Hồng Tiêu rơi ngay thanh tuệ kiếm, tái mặt nghiến răng, nói chẳng ra lời thống khổ, nàng quá hổ thẹn với Cửu Thiên Hiệp, vì mới giao kiếm lần đầu, lại bị bại một cách chua chát, thảm thương. Cửu Thiên Hiệp thấy cả hai ngưng đấu, vội nhảy vào giữa, giang hai tay ra can gián, trầm giọng nói to. Hay lắm, đẹp tuyệt, kẻ tám lượng người nửa cân. Ai chẳng thua ai, xin dừng tay lại nghe tài ha can tỏ đôi lời. Nhan Như Ngọc nghe qua bĩu môi cười nhạt nói. Thế nào, ai chẳng thua ai à? Ngươi hãy dương mắt, nhìn trên mặt đất xem thì rõ. Vừa nói, một tay nàng chống vào màn sườn, tay hữu cầm kiếm chỉ vào lưỡi tuệ kiếm của Đằng Hồng Tiêu bị văng nằm dưới đất xa xa, gương mặt xa chiều đắc ý bội phần. Đằng Hồng Tiêu lòng đau như cắt cúi xuống nhặt thanh tuệ kiếm, nhún mình vượt qua mặt Cửu Thiên Hiệp, tay hữu lay động mạnh sử dụng đường gươm đã học năm ngày với Cửu Thiên Hiệp, chiêu thường thắng bát kiếm của Thiết Thư Tuyệt Học được bàn tay mềm mại lay động rất nhanh. Đằng Hồng Tiêu sử dụng chiêu tuyệt kiếm lại thêm sự phẫn nộ đến cùng cực, khiến nàng dùng hết sức bình sanh phổ vào chiêu thế, tuy nàng chỉ lãnh hội được bốn chiêu, nhưng sử dụng thiên biến vạn hóa, khiến quỷ thần không lường được sự tân kỳ gió cuốn như phong lôi, thế rền nghe khiếp đảm, uy lực thật là kỳ tuyệt. Nhan Như Ngọc tuy không có chiêu thường thắng bát kiếm, nhưng nàng với Cửu Thiên Hiệp đã nhiều ngày cắp kiếm giao du dày đây mai đó, mỗi lần Thiên Hiệp giao thủ với ai, nàng đều có dịp quan sát rất tường tận, vì thế khi nàng trông thấy Đằng Hồng Tiêu giờ chiêu thường thắng bát kiếm ra sử dụng, nàng đã nhận biết ngay, vội thu hồi trường kiếm nhảy ra xa, hướng vào Đằng Hồng Tiêu nói lớn. Hay tuyệt, hôm nay Nhan Như Ngọc nhận thua ngươi đấy. Nói xong nàng chớp nhanh đôi mắt, hai dòng lệ vô tình lăn tràn trên đôi má, lại quay nhìn Cửu Thiên Hiệp uất nghẹn nói. Ngươi xưa có nói sai đâu, kẻ sĩ phu ba ngày, soi mặt một lần thấy khác. Không ngờ ta cách ngươi mấy ngày, mà ngươi có kỳ duyên gặp hẹn má hồng chi kỷ. Ôi, cõi lòng Nhan Như Ngọc này, có lẽ ôm hận từ đây. Một vị phó giáo chủ vì tình lụy, không còn nghĩ đấu gì nữa, nên mới thốt ra những lời đau khổ tuyệt vọng. Cửu Thiên Hiệp nghe qua như mình nhúng vào băng giá, lại không rõ Nhan Như Ngọc bảo gì, bèn tỏ ra ngạc nhiên hỏi. Nhan cô nương, xin cô nương giải thích cho rõ ràng hơn. Nhan Như Ngọc nghẹn ngào lắc đầu, bằng giọng nói cực bi ai bảo. Có gì mà ngươi bảo chẳng rõ, trong thời gian 10 ngày, mà ngươi đem chiêu kiếm bí truyền thụ lại cho nàng, chi mà gấp thế, nàng bài ư, ngươi sẽ thay nàng xuất đầu lộ diện, thì làm cách nào thua được? Bởi vậy nhà ngươi không tự nói, chẳng ai thua ai hay sao? Hôm nay ta biết ngươi hứng thú lắm, dùng kiếm pháp của ngươi đối phó lại Nhan Như Ngọc này. Tại sao ngươi chẳng tự tay giết ta cho phỉ trí? Cửu Thiên Hiệp há mồm nói chẳng ra lời, chỉ buồn miệng than. Việc này chỉ có trời hiểu, hoàn cảnh của ta. Nhan Như Ngọc cười lanh lảnh tiếp lời. Hay lắm, vì có trời hiểu, nên trời mới an bài. Thôi, ta đi. Nhan cô nương. Cửu Thiên Hiệp kêu lên nghẹn ngào. Ngay lúc ấy, một bóng người xanh màu bích lục nương theo gió chảy như bay,
không có một tiếng vang, một kiếm một người hiệp lại, mang theo một tia sáng xanh rờn, nhắm ngay Nhan Như Ngọc khích tới, như thanh long nổi cơn giận, xuyên phá chín tầng mây, thế mạnh và nhanh không thể tưởng được. Chương 64, hai nữ lãng trúc nổi cơn quyết liều một trận thư hùng. Bóng xanh mau như cánh én vượt rừng dương từ trên không lao mình xuống vun vút nguy hiểm vô cùng. Một việc xảy ra quá đột ngột, khiến cho ba người có mặt tại tràng buột miệng rú lên một tiếng kinh hãi. Cửu Thiên Hiệp có đôi mắt linh hoạt tựa hắc ưng, công lực lại cực kỳ thâm hậu, vừa thoáng thấy đôi chân nhích đồng nhảy bung tới trước, tay hữu giữ chặt ngọn kiếm, khô trúc tay tả vươn ra chộp lấy tay hữu Nhan Như Ngọc, đồng thời kéo nàng nhảy vọt ra ngoài cả trường dư, lại buột miệng gọi to. Bích cô nương, chuyện đâu còn có đó, xin cô nương nên lấy lời nói phải hơn. Nguyên bóng xanh vừa đáp xuống tràng, là Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng. Bích Lệ Hồng đánh một chiêu rơi vào khoảng không, sự tức giận càng bốc lên cao độ, nàng trầm giọng hét lanh lảnh. Ngươi chẳng nên xen vào câu chuyện của ta, hôm nay chẳng giết được Nhan Như Ngọc ta thề chẳng làm người. Vừa nói dứt kiếm lượn tựa móng trời, thân người như phùng múa, chiêu thế thứ hai nhắm ngay Nhan Như Ngọc phất tới bằng những đòn chí mạng, hai người thề không đổi trời chung. Nhan Như Ngọc bị Cửu Thiên Hiệp đỡ lui ra ngoài, khí giận càng tăng thêm gấp bội, tay hữu rút soạt trường kiếm buột miệng giống to lên. Ngạnh đầu, tuy bản cô nương có điểm đắc tội cùng ngươi, nhưng hành động của ngươi không tha thứ được. Nàng vừa nói, vừa huy động kiếm chiêu, biến tỏa ra một vầng khí lạnh trắng mờ nhấp nhoáng như tuyết rơi, mưa đổ, hàn khí xung buốt mặt mọi người. Cửu Thiên Hiệp trông thấy thế cả kinh kêu to lên. Các ngươi giở trò gì lạ thế? Muôn việc ở đời đều có thể giải quyết được bằng lời nói, chuyện gì phải, đồng thủ, hãy dừng lại mau lên. Hai vị nữ lệnh chủ tuy có nghe tiếng hét can gián của Cửu Thiên Hiệp, nhưng đôi bên vẫn vũ lồng kiếm thép giao nhau. Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng khí giận bốc mờ cả não quan, chiêu thế lại cuồn trào như muôn ngàn đợt sóng thi nhau bùa thế, không thể nhượng bộ được. Hồng Hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc tính nóng như lửa đốt, công lực lại không kém Bích Lệ Hồng, thì há chịu đầu hùm đuôi thỏ mà ngưng chiêu hay sao? Cho nên, giữa tràng đấu bốc cuộn lên kiếm khí ngập trời, bụi bay dày đất. Bóng xanh quyền tròn thành một vòng, trông tựa hồ như đám mây xanh bị đảo thanh phong bốc thổi, bay lên cuồn cuộn, biến tỏa ra hàng chiêu lợi hại công mạnh vào đại huyệt đối phương, nguy hiểm vo kể, ác hiểm rợn người. Bóng trắng biến thành chiếc cầu vồng trắng toát ẩn vào đạo kiếm thức của đối phương, tả xung hữu đột, chớp nhoáng và nhịp nhàng như cánh bướm màu vờn hoa, hung hãng như sấm sét bùa nền trời. Hàng ngàn đạo kiếm phong bốc nổi thổi tạt vào tà áo kêu phần phật cuốn tung cỏ, lá bay dập trời, tiếng gió phát ra vi vu như cơn mưa gào nước lũ, thật là một trường ác đấu có một không hai. Cả đôi bên dùng hết sức bình sinh, đánh chớp nhoáng, chiêu nhanh như điện xẹt thế lẻ hơn sao xa, trong chớp mắt hai đảng công kích lẫn nhau trên dưới 30 chiêu thế chỉ vì cả sức lực tương đương nên chẳng người nào chịu dừng tay ngưng đấu. Cửu Thiên Hiệp quá sốt ruột vội cất nhanh, khô trúc thánh kiếm, vào bọc thân mình lắc nhẹ tiếng đến trước mặt Đằng Hồng Tiêu cất tiếng bảo khẽ. Đằng cô nương, xin cho tài hạ mượn tạm trường kiếm để dùng. Đằng Hồng Tiêu nhếch môi cười, đáp khẽ. Chẳng nên can dự vào câu chuyện của họ. Nàng chưa nói hết lời, Cửu Thiên Hiệp nhanh như chớp cướp lấy đơn kiếm trên tay nàng, tung mình nhảy vọt tới trước, vừa buột miệng hét to. Hai vị khá đề phòng. Trong tiếng hét, chàng đã lay động đơn kiếm vùn vụt thân mình như cánh cuồng ương xông thẳng vào đạo kim quang. Bỗng nhiên hai tiếng kêu sảng sốt vang lên. Ối, ối chao. Kèm theo đấy là kiếm thép chạm nhau leng keng. Ba bóng người đang cuộn thành một vòng tròn. Đột nhiên lão đảo tháo lùi ra sau cả trường lại nghe Cửu Thiên Hiệp cao hứng gọi to. Tại hạ cam thất lễ. Vừa nói chàng vừa thu đơn kiếm vòng tay hướng vào hai vị cô nương cao giọng nói. Sự tình cấp bách xin nhỉ vị lệnh chủ thứ lỗi sự lỗ mãng này. Nhan Như Ngọc khí dần sung thiên, đôi mắt phượng tròn xoe như quả nhãn nhìn chằm thanh kiếm dài nằm trên mặt đất bằng giọng nói căm hờn hét lanh lảnh. Cửu Thiên Hiệp, hay cho mi.
Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng hai tay bóp mạnh vào nhau, đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn thanh kiếm nằm trơ trên đất bằng giọng nói đau đớn nghẹn ngào hét lên. Cửu Thiên Hiệp, ngươi chẳng biết trắng đen phải quấy, tại sao ngươi bức hại ta thế này? Nàng vừa nói, hai hàng lệ tuôn rơi là tả như mưa. Nguyên Cửu Thiên Hiệp đã dùng đơn kiếm gạt văng hai thanh kiếm của hai nàng lệnh chủ, thâm ý của chàng lo sợ cho sinh mệnh cả hai vì lưỡng hổ tranh nhau chẳng bại cũng bị thương, không ngờ hai nàng lại oán trách. Cửu Thiên Hiệp nghe qua thở dài, buồn bã nói. Hai vị cô nương, dĩ vãng không oan trái và gần đây chẳng oán cửu, chỉ vì một hai lời nói hơn thua mà gặp mặt đã liều thân tủ chiến, thật tài hạ chẳng rõ vì cớ nào. Tại sao hai vị lại giao phong kịch liệt như thế? Chàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn cả hai cô nương, sau cùng lại đưa mắt nhìn thẳng Nhan Như Ngọc như ngầm hỏi. Nhan Như Ngọc khí giận phừng phừng đưa tay chỉ vào Bích Lệ Hồng nói to. Tại sao ngươi không hỏi nó? Chính nó đã ra tay trước kia mà. Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng dần xám mặt đưa tay điểm vào mặt Nhan Như Ngọc rít lên căm hận. Hỏi ta ư? Trong thâm tâm ngươi rõ hơn ai cả. Hồng Hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc bĩu môi cười khẩy, và bằng giọng nói lạnh nhạt. Hừ, dĩ nhiên là hiểu rõ. Nếu ngươi muốn biết thì nên tìm lệnh thiên kim của bài bang mà hỏi nàng ấy, ngươi dám không? Đủ can đảm chứ? Đằng Hồng Tiêu nhìn thấy cả hai có vẻ oán hờn như chất chứa một mối thù truyền kiếp, và cả hai lại tỏ vẻ chiều mến Cửu Thiên Hiệp khiến lòng nàng nổi lên một tràng nghi vấn, lại thêm Nhan Như Ngọc dùng lời ám chỉ mình khiến nàng không thể dằn lòng được nên bước đến trước mặt Cửu Thiên Hiệp mỉm cười khổ sở hỏi. Câu chuyện này vì sao xảy ra như thế? Cửu Thiên Hiệp lắc đầu thở dài nói. Ta cũng không rõ vì sao. Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng mặt mày tái nhợt đưa tay chỉ vào mặt Nhan Như Ngọc trầm giọng. Nhan Như Ngọc, ngươi đang giả vờ chỉ đông nói tây. Bản cô nương hỏi ngươi, cha con chúng ta có oán hận gì với Huyết Quang giáo? Tại sao ngươi phái người phục kích sát hại trên đường từ Phượng Hoàng Thành đi ra ngoài ô, nói mau. Nàng vừa nói dứt gương mặt lạnh lùng của Nhan Như Ngọc vụt đỏ ao lên, mất cả vẻ tự nhiên. Cửu Thiên Hiệp nghe qua rúng động cả tâm tư vội nhanh nhẩu hỏi. Bích cô nương bảo sao? Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng khí dần chưa nguôi, cao giọng hét. Cuối canh ba gần qua đầu canh tư, ta và phụ thân ta rời Phượng Hoàng Thành đi ra ngoài ô, giữa đường gặp mười mấy tên đài hớn bịt mặt phục kích, vừa trông thấy mặt cha con ta, bọn chúng không phân hắc bạch phải quấy, túa ra vây đánh tơi bời, thực là hung hoang ác độc. Nhan Như Ngọc cao giọng cướp lời. Ngươi dám quả quyết mấy người hớn tử bịt mặt là người của Huyết Quang giáo ư? Bích Lệ Hồng phá lên cười chua chát bằng giọng nói lạnh như xương bảo. Hừ, cách giả trang cải dạng thì dệt chiêu số võ nghệ không đổi được, vì thế ta nhận ra trong chúng nó có tên thủ tọa hộ pháp Huyết Quang giáo là Thiết Tán Kiều Dương Lôi Thanh Minh, với cây lồng sắt của hắn trên chốn giang hồ quyết không có kẻ thứ hai. Ngươi còn cải bướng làm gì chứ? Nhan Như Ngọc thẹn đỏ mặt cúi đầu nín lặng. Cửu Thiên Hiệp nghe qua vô cùng kinh ngạc, cao mày nhìn Nhan Như Ngọc gắt hỏi. Nhan cô nương, nếu sự thật như thế, chẳng nhẽ quý giáo đã tiếp được phi khích truyền thơ, mà đến tham dự cuộc hội tại Thủy Nguyệt Đình hay sao? Nhan Như Ngọc nhếch môi cười nhạt. Đúng đấy, cũng vì thế mà bị người lầm lẫn. Cửu Thiên Hiệp quá ngạc nhiên hỏi lại. Lầm lẫn, tại sao? Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng cao mày tròn mắt nói như hét. Xí, Huyết Quang giáo đối với các môn các phái trong giang hồ không vãng lai giao thiệp, thì có ai mà ước hội với bọn chúng nó? Hồng Hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc mỉm cười gượng chống chế. Bích Lệ Hồng đưa tay khoác lia lịa ngắt lời. Hừ, ngươi đừng giả hàm chối tội. Lôi Thanh Minh đã luôn mồm bảo vâng theo Hồng Hoa lệnh chủ phó giáo chủ, cản trở không cho cha con ta vào Thủy Nguyệt Đình. Ngươi còn gượng cái, chối làm gì, chẳng nhẽ Huyết Quang giáo còn có hai tên phó giáo chủ hay sao? Nhan Như Ngọc cứng họng không nói nên lời, sự xấu hổ biến thành cơn phẫn nộ, nàng cao giọng hét to. Hừ, ta sai phái như thế đấy, chỉ vì ta muốn thử cái ngón võ cái thế thập bát trưởng xem sao. Vừa nói dứt, nàng dùn mình thủ thế toan tấn công.
Cửu Thiên Hiệp hét to một tiếng, nhún mình nhảy vào giữa tay Hữu Vịnh Nhan như ngọc, tay tả nắm giữ Bích Lệ Hồng, cao giọng nói: "Không nên đồng thủ, đánh nhau chẳng phải là phương pháp giải quyết đâu." Bích Lệ Hồng cũng giơ tay tới trước quát to: "Chẳng có phương pháp gì cả, nay nợ máu phải đền nợ máu, lấy răng trả lại răng." Cửu Thiên Hiệp nghe đến hai chữ nợ máu, lấy làm kinh hãi kêu lên: "Húy, Bích cô nương, lệnh tôn đã ra sao, lệnh tôn như thế nào?" Bích Lệ Hồng không dằn được xúc động, nghẹn ngào nói: "Phụ thân trúng nhầm ngọn tán của Lôi Thanh Minh." Cửu Thiên Hiệp kêu lên sửng sốt: "Ôi trời, vậy lệnh tôn ở đâu?" Bích Lệ Hồng nấc nghẹn đáp: "Đang ngồi dưỡng thương trong Sơn Thần Miếu." Cửu Thiên Hiệp hốt hoảng nói nhanh: "Đi, chúng ta nên đến xem thương thế Bích lão tiền bối ra sao. Hiện tại tranh luận chỉ vội." Bích Lệ Hồng nghe Cửu Thiên Hiệp nhắc đến thương thế của phụ thân khiến cõi lòng đau như xé, nàng đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Nhan Như Ngọc nói to: "Nếu cha ta đổ một giọt máu, Huyết Quang giáo phải đổ 10 giọt máu, nếu cha ta có bề gì, thì ta sẽ giết sạch Huyết Quang giáo không chừa con chó con gà." Cửu Thiên Hiệp gượng cười nhìn Nhan Như Ngọc hỏi: "Nhan cô nương, Bích lão tiền bối thương thế ra sao? Tại sao cô nương?" Nhan Như Ngọc lạnh lùng cướp lời: "Cũng tại lão nghề nghiệp không tinh trách chi người lỡ tay lỗ mãng." Cửu Thiên Hiệp: "Ý ngươi muốn bênh cô à đấy hử?" Cửu Thiên Hiệp nghiêm sắc mặt, vòng tay hướng vào Nhan Như Ngọc trang trọng nói: "Tất cả đều là bàn hữu luân lạc với nhau, Cửu Thiên Hiệp này chẳng bênh ai, bỏ ai cả, theo ý kiến của tài hạ thì Nhan cô nương có thể cùng tài hạ vào miếu Sơn Thần gặp mặt nhau nói cho minh bạch việc gì khó khăn đối diện nhau, giải quyết vẫn được kia mà. Và hãy xem tài hạ bênh ai bỏ ai." Nhan Như Ngọc nghe qua ngẩn người không biết trả lời sao cho ổn, nàng lại cúi đầu nghĩ ngợi: "Nếu ta chẳng đi, hóa ra tiện lợi cho Đằng Hồng Tiêu và Bích Lệ Hồng hay sao? Đi, nhất định phải đi mới được." Nghĩ đến đây nàng nhoẻn miệng cười nói: "Ngươi bảo ta sợ ư? Không bao giờ, đi thì đi, chứ ngại gì." Cửu Thiên Hiệp lại vòng tay hướng vào Bích Lệ Hồng dịu giọng nói: "Bích cô nương, việc cứu người là khẩn cấp, chúng ta nên viếng xem thương thế của Bích lão tiền bối trước, rồi sẽ thảo luận sau." Ngay lúc đó, Đằng Hồng Tiêu lại cảm thấy mình bơ vơ như một kẻ hùng quan, bèn đưa mắt nhìn Cửu Thiên Hiệp nũng nịu bảo: "Thiếu hiệp, hiện giờ ta về là phải." Cửu Thiên Hiệp ngẩn người lên chưa biết phải trả lời cách nào, vì chàng vừa an ủi và năn nỉ xong hai vị cô nương, ai ngờ lại có vị cô nương thứ ba nổi cơn hờn dỗi nữa, bất giác chàng mỉm cười khổ sở tiếp lời: "Đằng cô nương tính đi đâu?" Đằng Hồng Tiêu mỉm cười nhỏ nhẹ đáp: Vì ta giấu lệnh phụ thân đi ra đây, và lại trời gần sáng, nếu không trở về e phụ thân lo lắng sốt ruột." Nhan Như Ngọc nghe qua phá cười sặc sủa bằng giọng nói trêu tức lạnh lùng: "Ha, ha, lại một ả, sầu vì thương thế của cha, một cô nàng lo phụ thân sốt ruột. Thật là hai bên đều khó. Hi hi, chỉ có con Nhan ngạnh đầu này không có cha, không có mẹ, không phải lo, phải ngại gì cả, hi hi. Thích chứ nhỉ?" Bích Lệ Hồng cau đôi mày liễu nặng giọng nói: "Hừ, thích chí thì ngươi nên gọi gã họ Cửu cưới ngươi làm vợ đi." Nhan Như Ngọc nghe qua thèn đỏ mặt, xong giả bộ ngước mặt lên trời cười hăng hắc đoàn nói tiếp: "Ừ, suy bùng ta ra bùng người, chẳng ngờ ngươi có lòng luyến ái họ Cửu đến thế, bản cô nương đường đường là phó giáo chủ, việc làm rất tránh đại quang minh, ha, ha." Cửu Thiên Hiệp sợ hai người đấu khẩu sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay, bèn đưa tay nắm áo Đằng Hồng Tiêu dịu dàng bảo: "Đằng cô nương nên cùng đi với chúng tôi cho vui, trở về Thần Châu độ nửa khắc chẳng bao lâu đâu." Đằng Hồng Tiêu thấy không thể chối từ, bèn gật đầu đáp nhỏ: "Xin chịu ý thiếu hiệp." Cửu Thiên Hiệp lại vòng tay xá vào Bích Lệ Hồng và Nhan Như Ngọc mỉm cười nói to: "Xin mời nhị vị lệnh chủ lên đường." Nhan Như Ngọc phá lên cười rũ rượi đưa tay khoác lia lịa nói: "Thôi thôi, ta chịu ở đời tại đây, vì ta có biết Miểu Sơn Thần ở đâu." Bích Lệ Hồng cười nhạt nhấc nhẹ thân mình đi trước dẫn đầu.
Kế tiếp là Cửu Thiên Hiệp, Đằng Hồng Tiêu đi sau cùng là Nhan Như Ngọc đi lần vào hậu diện Sơn Thần Miếu. Bỗng nhiên, họ trông thấy phía trước mặt bốn bóng người nhảy múa lồng lộn ẩn dưới lớp sa mù, bốn bóng người này là bốn chàng thanh niên cao thủ, họ tung ra trường pháp mù trời, chiêu lay động như sấm rền gió thét. Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng đi trước đột nhiên kêu rú thất thanh. Ôi chao, bất hảo! Cửu Thiên Hiệp nhìn thấy cách đấy 30 trượng năm bóng người nhảy múa lồng lộn dường như đang giao đấu với nhau, lại nghe Bích Lệ Hồng gọi lên eo éo, bèn vận thêm nội lực vượt cả hai cô gái lướt tới trước buộc miệng kêu to. Phải miếu Sơn Thần đây không? Bích Lệ Hồng chạy vụt tới trước kêu lên hốt hoảng. Ai thế? Ai thế? Ôi chao, Bích Lá tiền bối cùng người giao thủ. Vừa nói dứt thân mình chàng lướt tới vun vút như mũi tên thoát một cái đã vượt khỏi Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng, hạ ngay trước nền ván miếu vũ. Chợt thấy cái thế ma quân Bích Nam Hùng tay hữu lay động ngọn quỷ đầu truy hồn chảo như điên như dại, dùng hết tàn lực chống lại bốn thanh trường kiếm của bốn thanh niên đang công tới như vũ báo. Cửu Thiên Hiệp nhận thấy chiêu thế của cái thế ma quân Bích Nam Hùng tuy lợi hại nhưng chỉ dùng toàn thế hư không thật, vì đôi chân lão không giữ được thăng bằng, đôi tay của quảng một cách mệt nhọc chứng tỏ nội lực đã suy giảm, huyết khí đã kiệt cùng. Chợt nghe một trong bốn tên thanh niên cao thủ trầm giọng hét. Bích Nam Hùng, có vay có trả, hôm nay mạng số ngươi đã đến kỳ. Một thanh niên tay thu lưới tang môn kiếm hắn lồng lộn như con hổ điên, chiêu số vừa công tới, miệng kêu lên cực to. Hãy nộp ma mạng cho ta. Cái thế ma quân Bích Nam Hùng nín lặng để giữ nguồn nội lực, tay hữu vẫy mạnh ngọn quỷ đầu hồn chảo chống lại hai lưỡi kiếm đang công tới tấp. Không ngờ người thanh niên thứ ba tay cầm chặt ngọn ngô cầu kiếm vũ lồng ra chiêu tư nha điếu ngư nhằm ngay lưng Bích Nam Hùng chém phạt xuống như nhát búa lôi công, nhanh không tưởng tượng được. Ví như cái thế ma quân Bích Nam Hùng có thêm một mắt sau ót cũng không thể tránh kịp đường chiêu khốc liệt này. Ngay lúc đó, đột nhiên một chiếc cầu vòng trắng như tuyết xuất hiện từ trên cao hạ xuống tràng viện. Cửu Thiên Hiệp chân chưa chấm đất đá buộc miệng quát to như sấm nổ. Tiểu tử thần to gan, dùng nhiều thắng ít, hãy dừng tay lại mau. Chàng vừa nói vừa đẩy nhanh ra một trường đạo kình phong thoát ra khỏi lồng tay như đất dày ba đào, sấm rền chóp núi, công hẳn vào bốn thanh niên cao thủ với chiêu thế nhanh không thể tưởng được. Bốn thanh niên cao thủ vừa nghe hơi gió vội thu kiếm phòng thân, dũng mình nhảy ra xa mấy trường. Cái thế ma quân Bích Nam Hùng mình mang nặng vết thương cho nên thân pháp kém linh hoạt, không né tránh kịp bị đạo trưởng phong của Cửu Thiên Hiệp đẩy văng ra ngoài. Bùm! Thân mình phốp pháp của ma quân bị té ngồi trên mặt đất, luôn cả ngọn quỷ đầu truy hồn chảo bị văng ra xa 6-7 trượng. Gương mặt Bích Nam Hùng trắng bệt, hai tròng mắt đờ đẫn thất thần, lão đưa tay ôm chặt ngực kêu lên một tiếng. Ái! Và mửa ra hàng ngụm máu tươi. Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng kêu lên. Cha cha! Vừa nói nàng nhảy bổ đến bên Bích Nam Hùng khóc to. Cửu Thiên Hiệp càng thêm phẫn nộ, ngươi chưa chấm đất đá búng vọt tới trước mặt bốn gã thanh niên cao thủ, trầm giọng quát to. Bốn người kết tay nhau, đánh một lão già bị trọng thương thì còn chi là hảo hán anh hùng. Một gã tay cầm tang môn kiếm trợn đôi mắt tròn xoay nhìn Cửu Thiên Hiệp gắt to. Ngươi muốn nhúng tay vào vụ này ư? Cửu Thiên Hiệp xòe to xong trường trầm giọng hét. Các ngươi thuộc vào hàng tiểu bối của môn phái nào? Gã cầm ngô câu kiếm dừng mày trợn mắt nạt to. Chúng ra ra không môn, không phái gì cả, như thế chẳng đối đãi với ngươi được à? Cửu Thiên Hiệp nghe lòng rúng động bèn nói thầm. Chẳng nhẽ bọn chúng không phải là người của Huyết Quang giáo, chỉ bằng đợi Hồng Hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc đến xem sao? Vì nghĩ thế, nên chàng cười khẩy, nói tiếp. Hừ! Nếu các ngươi không phải là thuộc hạ của danh môn chánh phái, thì hóa ra các ngươi là chảo nha của bọn tà ma ngoại đạo hay sao? Gã cầm tang môn kiếm dần run lên, bằng giọng nói trầm khiếp hét cực to. Câm mồm ngươi lại, ngươi có mắt không tròng nên chẳng nhìn biết người. Vừa nói dứt bốn gã thanh niên khí dần sung thiên, chúng đồng bước sấn tới trước cao giọng nói. Anh em chúng ta gồm có bốn người là Bảo Điệt của Cương Chỉ Truy Hồn Hích Bá Vong,
chúng ra ra quyết tìm Bích Nam Hùng để thanh toán món nợ nhà, chẳng phải tranh giành môn phái không can hệ gì đến ngươi. Cửu Thiên Hiệp kêu lên sửng sốt. À, Hích Bá Vong, Cương Chỉ Truy Hồn. Gã cầm Ngô Câu Kiếm kêu lên kinh ngạc. Thế nào, ngươi khiếp đảm à? Cửu Thiên Hiệp súng đồng tận đáy lòng, cúi đầu nín lặng, lúi lưỡi chẳng thốt nên lời. Nguyên vì, lấy điều ân oán ra suy luận thì Cương Chỉ Truy Hồn Hích Bá Vong đối với Cửu Thiên Hiệp có cái ân thừa tặng công tài võ lâm giang hồ, đáng gọi là người ân, nhưng chẳng cần hỏi sự tình xảy ra cũng đủ biết Hích Bá Vong chết dưới tay Bích Nam Hùng. Hôm nay con hắn là vì nghĩa cả mà báo thù, thì chính họ làm một điều thiên kinh đại nghĩa đáng khen, ta cản trở sao phải. Cửu Thiên Hiệp suy nghĩ đến đây vụt quay lại nhìn cái thế ma quân Bích Nam Hùng, chỉ thấy lão dâu bạc nhuộm hồng, da vàng, mắt đỏ, thần sắc trông thật thảm hại, lại quay nhìn sang Hoa Khôi lệnh chủ Bích Lệ Hồng thì thấy mặt hoa ủ rột, lệ đổ như mưa, bao nhiêu sự khó khăn ràng buộc khiến Cửu Thiên Hiệp chỉ cất tiếng thở dài và buộc miệng nói to. À, ta tưởng đâu các vị là thủ hạ, là chảo nha của Huyết Quang giáo chứ. Không ngờ gã thanh niên tay cầm tang môn kiếm tỏ vẻ bất mãn gắt to. Đáng cười chưa, chúng ra ra còn xem cửu đại môn phái chưa thấm vào đâu. Xá gì một giáo phái tí teo Huyết Quang giáo. Ngay lúc đó, Đằng Hồng Tiêu và Nhan Như Ngọc đã hạ xuống tràng viện. Nhan Như Ngọc chưa kịp đứng vững đã nghe tên thanh niên cao thủ nói, khiến nàng uất dần sung lên, bằng giọng nói như ma kêu hét lên kinh hoàng. Tên vô đầu tiểu bối kia, Huyết Quang giáo bé nhỏ ở chỗ nào? Vậy chứ ai, lớn hơn Huyết Quang giáo? Ngươi hãy nói mau. Chỉ vì nàng quá giận, nên không để thanh niên cao thủ trả lời, nàng tuốt thanh kiếm múa lồng một vòng tiến đến công kích bốn tên thanh niên cao thủ thế mạnh chiêu nhanh không tưởng tượng được. Bốn thanh niên cao thủ vừa trông thấy vội tung mình nhảy trái qua một bên né tránh, một mặt chúng tuốt nhanh quái kiếm, huy động ra chiêu thức, túa ra bao vây hồng hoa lệnh chủ Nhan Như Ngọc thực là hoa lạc giữa rừng gươm, nguy hiểm vô ngần.